Cậu, cậu chấm cô ta phải không? Con nhìn thấy cô còn chấm không chị cậu? Nhìn bề ngoài rất hợp ý của ta, da trắng, tóc dài. Nhưng nè, còn điều quan trọng nữa là phải hợp tuổi mới được. Chuyện này dễ thôi, con sẽ lo ngay vụ này cho cậu. Đây. Nè, nhớ lại ta dặn nghe chưa, nhất định là phải là trinh nữ, gia đình á càng ít người càng tốt, hiểu chưa? Rất là hợp ý ta, nếu như mà ngày hôm nay được cho người mai mối luôn. Con biết rồi, không có gì cái này con. Nói vậy cậu đây định hỏi cưới cô Lan con bà Lý làm thứ thất sao? Đúng như vậy, tôi bị quá đã lâu rồi, thấy cô ta tôi cũng động lòng, cho nên muốn bước thêm bước nữa. Cậu thiệt là khéo nha, cô Lan á tuy mồ côi cha nhưng rất xinh đẹp, nhất cái làng này đó, vừa nết na nhanh nhẹn khéo léo. Nhưng có một điều là không biết mẹ cô ta có đồng ý hay không. Bà đừng lo bất cứ chuyện gì nữa hết. Riêng 50 lượng á mà nhà cô ta thiếu bá họ Hào và mụ Trần, tôi sẽ trả hết. Và cho thêm 50 lượng nữa nếu như cưới được cô ta. Trời, vậy sao? Vậy là nhà bà ta được 100 lượng. Đúng. Nhưng tôi đâu có biết thân thế gốc gác của cậu ở đâu mà tôi nói cho đàn gái biết. Đây, 10 lượng đó là của bà. 10 lượng? Ừ. Của tôi? Ừ. Trời, cảm ơn cậu nghe. 3 ngày sau, nếu như được đặt hỏi, tôi sẽ đưa trước một nửa. Còn một nửa, sau khi rước dâu, tôi sẽ đưa hết. Cảm ơn cậu nha, cậu thiệt là hào phóng. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Trời, vậy mình có được 10 lượng rồi. Hay quá. Bà, đây là dịp mai hiếm có rồi bà. Tôi nói á, thân gái nó 12 bên nước mà tôi nói con Lan á, nó vậy là nó có phước lắm rồi đó. Tôi nói, tôi nghe đàn trai nói mà tôi tưởng như tôi đang nằm mơ, mà không biết á có lộn cái tiểu thơ nhà nào không á. Bà ơi, 100 lượng bạc á nha bà, chứ đâu phải ít đâu. Nè, tôi nói cho bà nghe, rồi bây giờ bà trả nợ 50 lạng, còn 50 lạng á, lúc đó bà tha hồ bà xây nhà nè, bà mua ruộng đất nè, bà thuê người làm nè. Trời ơi, còn gì bằng nữa bà. Bà chịu đi bà. Bà nói nó chịu đi bà. Nha. Ừ. Nhưng bà à, chuyện trăm năm là chuyện đại sự. Tôi không thể để con tôi nhắm mắt đưa chân như vậy. Với lại tôi nghe nói người ta ở xa lắm. Tôi nói thiệt, gia đình người ta đàng hoàng tử tế, lai lịch rõ ràng, mà bà không biết họ. Nhưng tôi biết họ, thì bây giờ bà biết tôi được rồi, phải không? Đồng ý đi bà. Hồ Thị Liệu nhắm mắt đưa chân để trả nợ. Nhìn mẹ già đầu hai thước tóc mà bị người ta nặng nhẹ đủ điều, phận làm con chịu sao nổi. Thôi thì coi như trả hiếu cho mẹ già. Con sao vậy? Bà về nói với họ là tôi đồng ý. Con à. Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi, 2 ngày nữa
mình phải trả nợ cho người ta. Rồi con không muốn mẹ phải vất vả vì tuổi xế chiều. Con là con gái, trước sau gì con cũng phải đi lấy chồng. Thì bây giờ mình có mối tốt, mình lại có tiền để trả nợ nữa. Mẹ ơi, mẹ hãy để cho con làm tròn chữ hiếu nha mẹ. Vậy là bà với cô đồng ý rồi hen. Dạ chào. Chàng ơi, chúc chúc chàng đi thượng lộ bình an. Thiếp mong thương chàng nhiều lắm. Nàng yên tâm đi, ta thu xếp công việc xong sẽ quay về trước nàng. Chỉ nửa trăng thôi mà. Yên tâm chờ ta nha. Đi thôi. Chẳng lẽ nói vậy rồi con đi thiệt sao? Mẹ à, con đi thăm vị hôn phu của con. Mẹ làm gì mà lo dữ vậy? Con không biết đường xá, lỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ yên tâm, con đã có cách. Vậy thì con phải ráng nha. Cẩn thận đó, đi sớm về sớm nghe chưa? Dạ, thưa mẹ con đi. Ừ. Dấu đậu rồi ta. Không lẽ đây là nhà của chàng? Sao thấy âm u và huyền bí quá nhở? Có ai trong đó không? Có ai trong đó không? Như có ai đang tới. Đúng rồi đó chị. Có ai không?
Cứu tôi với. Làm ơn với. Trời ơi, cứu tôi với. Tại sao hai con bị chó vậy? Làm ơn mở chó cho chúng tôi với. Làm ơn nha. Chị ơi, cứu chúng tôi với, nhanh đi chị. Hai con bình tĩnh, để tôi mở cho. Hình như là hắn đang về đó. Đúng rồi. Con trốn nhanh lên. Con trốn đi. Trốn? Sao tôi trốn? Chị trốn đi. Nhanh đi chị. Hắn chỉ giết chị đó. Trốn đi. Mà hắn làm tôi phải trốn. Chị trốn đi. Trốn đi. Đây là vị hôn phu của mình mà. Sao mà hai cô gái đó lại kêu mình trốn? Làm ơn thả chúng tôi ra đi. Làm ơn thả chúng tôi về đi. Tôi không muốn chết. Không. Thả tôi ra. Chúng tôi muốn về nhà. Tôi xin hai người đó. Cậu chủ. Đó có phải là thuốc trường sinh bất tử không? Đúng. Đó là thuốc trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ thành công. Thứ ta cần là máu của trinh nữ. Ta sắp có rồi. Ta sắp có rồi. Im hết đi. Ngươi và ngươi nữa. Điều ta cần ta mang nương tử thứ ba của ta về đây. Ta muốn nhà ngươi giữ câm miệng hai ả này lại. Không được cho hai ả này náo loạn. Như vậy nương tử của ta sẽ sợ hãi. Ta không muốn như vậy. Ta không muốn như vậy. Ta muốn lúc ta lấy máu của nàng, nàng phải thật thoải mái, phải thật nhẹ nhàng. Như vậy ta mới thành công được. Ngươi hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi cậu chủ. Hiểu chưa? Nguồn sát nhân thì ra mình chỉ là vật tế của hắn. Làm sao đây? Nếu mình xuất hiện, hắn sẽ giết mình chứ. Cẩn thận đó. Nhưng mà không được. Làm sao chúng ta có thể thoát ra đây chứ? Dạ đúng rồi đó chị. Ở đây là rừng sâu, mình đâu có biết đường đi ra đâu chị. Hai người yên tâm đi, tôi đã tìm đường vô đây được thì tôi sẽ dẫn hai người ra được. Nhanh lên đi, nhanh lên chị, nhanh lên. Mời bác sĩ ơi, lên nghỉ. Mời bác sĩ ơi. Còn chú trốn hết rồi. Con đã nói cậu chủ giết hết bọn chúng mà cậu chủ không chịu. Ngươi làm gì mà hỗn loạn lên vậy? Chúng có thể đi đâu được? Ngoài ta ra, nếu như ta không dẫn đường thì không một ai có thể thoát khỏi khu rừng này hết. Rồi chúng sẽ quay lại đây
lại lục ta, gian sinh ta nếu như không muốn làm mồi cho thu dữ. Dạ, con quên, mê lộ của cậu chủ là cao siêu rồi, làm gì bọn chúng tìm được lối ra. Ngươi hãy sai người ra chặn tất cả các ngã rừng, bắt hai con ả đó về đây cho ta. Dạ, tuân lệnh. Khoan, còn ngươi, ngươi hãy chuẩn bị xiêm y cho thật đẹp, cùng với tất cả các sính lễ mà ta cần, chuẩn bị cho thật chu đáo. Ta muốn về làng rước nương tử của ta cho đúng hẹn. Rõ chưa? Dạ, tuân lệnh. Các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Hóa ra là tỷ đi theo những cây đậu một thành hàng này đó hả? À, tỷ thông minh thiệt luôn á. Tỷ dùng cách này để đánh dấu đường đi đó hả? Là do ta nghi ngờ vị hôn phu của mình, cho nên ta đã bỏ đậu vô túi nải của hắn, rồi trên đường nằm rơi xuống để tìm dấu vết. Nào ngờ hình như có tiếng người. Đi theo đường này nhanh lên. Đường nào? Đi, 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 lên đi. Cậu anh, nhanh lên, nhanh đi. Anh, cái này nè. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Ê, 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 ê. Phía trước là dược thẩm. Chúng ta phải làm sao? Nếu mà bây giờ chúng ta quay lại á, sẽ bị bọn chúng bắt đó. Được rồi, bây giờ mình chỉ còn một cách thôi. Đó chính là liều chết. Liều chết. Thực phẩm đó. Ôi chân, hai con ả này nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ở đây là đường cùng, phía trước là dược thẩm, tụi nó chạy đi đâu được chứ? Lẽ là tụi nó lao đầu xuống vực rồi hay sao? Vậy là tụi nó chết rồi hả? Tụi nó chết là tao với mày chết luôn đó. Mày khùng hả? Nó chết thì chết, mất mới thì tao với mày. Tìm đâu ra sinh nữ cho ông chủ? Mày quên là ông chủ sắp về làng cưới một cô sinh nữ rồi hay sao? Còn lại hai cô thì mình từ từ mà tìm. Vậy đi. Dạ thưa nhạc mẫu, ngày hôm nay á là ngày lành tháng tốt, con mang sính lễ qua đây xin phép được rước dâu về. Thưa nhạc mẫu, đây là song thân của con, tuy là ở rất là xa xôi nhưng cũng đã sắp xếp tới đây cho đúng lễ ạ. Thật là quý quá, con rể của mẹ thiệt là chu đáo. Nhạc mẫu quá lời, đó là bổn phận của con mà. Cho con hỏi nương tử của con đâu ạ? Chính vì con chu đáo như vậy cho nên mẹ không thể nào thiếu chu toàn được. Dạ. Lan à, ra đây con. Cậu ơi, cậu, sao hai người còn sống? Hai người, cậu. Bây giờ đã đầy đủ ba mặt một lời, ta cũng có món quà thích đáng để tặng cho nhà trai đây. Máu chó. Không thể như vậy được. Cậu ơi, quá phép biến tất cả mọi người thành chuột nhắt đi cậu. Người mau lau chùi hết những cái thứ dơ bẩn trên người ta coi. Dạ, lẹ dạ. Lên. Các người phải chịu đời tôi. Tà ma thất nhân ác đức, dám đem con gái ta ra mà luyện phép. Đi cậu. Mạnh khỏe hết. Cậu. Ba cô gái này may mắn là trốn thoát, còn ngươi đó là giết bao nhiêu cô gái khác. Bây giờ ngươi biết tội chưa? Chạy chung đi.
Buông ta ra, ta phân liệt giùm đơn. Buông ta ra. Cậu ơi, cứu con, cậu ơi. Cứu con, cậu. Lương tự cứu ta. Ta phân liệt lên đơn. Cứu con, cậu. Tôi đã cho lính qua nhà mà mai mối bức nhân kia đối chất kết tội. Hai cô may mắn đó, giờ trí thông minh của cô Lan đây là dễ cứu. Dạ, đa tạ quan nguyện. Mẹ xin lỗi con gái, thiếu chút nữa là mẹ đã đưa con vô động quỷ rồi. Ơi trời, nhờ có tỷ, nếu không tụi muội đã chết trong rừng sâu rồi. Đa tạ tỷ đã cứu giúp tụi muội. Uống nước đi bà. Trời đất ơi, nước nóng hả? Cái ly này dơ hay sợ ai uống nổi trời. Ngốc luôn rồi trời, rửa ly kiểu gì kỳ vậy? Tôi rửa. Hả? Ủa sao ông rửa vậy? Thằng ngốc đâu? Nó chuẩn bị nghỉ, không làm nữa. Trời ơi, ông phải giữ nó lại. Nó nghỉ rồi á hả? Nhà cửa chán bán ông làm hết trơn á. Tự nhiên nó làm mình không tốn tiền công. Ở đỡ không công, không tốn đồng nào tiền cho nó nghỉ là sao vậy? Ai nói bà không công? Hồi xưa nó vô làm bà hứa với nó đó. Mỗi một lần 5 năm bà trả nó là một nén vàng. Bây giờ nó làm 3 lần 5 năm rồi, là 15 năm rồi. Bà phải trả nó 3 nén vàng cho bà biết. Ông biết giống nó ha. Tôi nói là nói cho qua chuyện vậy thôi. Nghĩ sao? Tự nhiên trả nó 3 nén vàng cho tôi sạc nghiệp hả? Biết vậy nhưng mà bây giờ không trả nó sao được. Nó đâu nghĩ bà phải trả vàng cho nó chứ. Tại bà hứa bà giữ lời chứ làm sao giờ. Trời ơi, nó là nghĩ phải tìm cách giữ nó lại. Vũ ngọt nó. Nó không chịu làm là sao? Nó không chịu làm, ông làm cách nào cho nó phải làm. Còn á, nó không làm, ông phải làm hết việc nhà đó. Việc nhà tôi làm hả? Chứ còn gì đó. Dạ, ông bà gọi con. Ngồi, không phải rồi, ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi con. Dạ. Uống nước không? Dạ, khỏi, con không có uống, con không có khát. Nãy giờ con làm gì vậy con? Dạ, con chọn đồ. Con định, con sửa soạn xong á, con lên con thưa ông bà để con đi. Sao tự nhiên đi không nói bà một tiếng nào nè. Mà bà nói nghe nè, ở dân bà là sướng nè. Ăn ngủ thoải mái nè. Ông bà ăn dư cái gì cũng đều ăn cái đó. Bà nhắc chưa biết trước nhà con đi chỗ nào không có sướng bằng nhà bà đâu nghe chưa. Con biết ông bà thương con, nhưng mà con ở 15 năm rồi, bây giờ con muốn đi. Con nghe bà con nói không? Không có ở chỗ nào mà thương con bằng ở chỗ này trơn. Không có chỗ nào làm việc hơn chỗ này. Con thấy không? Ở đây là không có chỗ nào mà làm nhiều hơn chỗ này hết trơn. Cũng không có chỗ nào mà ăn ít bằng. Ăn dư ở chỗ này, bà con nói là không có thứ gì mà ông bà ăn dư mà không cho con hết trơn á trời. Lúc nào ông bà cũng nghĩ tới con hết đó. Đúng đó, đó, đó. Con định đi đâu làm gì mà con bỏ ông bà thì tội nghiệp. Bà ở 15 năm rồi, cho nên ông bà rất là thương con như là con ruột của ông bà. Cho nên ông bà không nỡ để con đi. Khóc lên. Cho nên bây giờ con đi là ông bà thì cũng chết thôi. Mà nhất là ông đó. Nhưng mà bây giờ con bao nhiêu tuổi vậy ông? Thì con có 30 tuổi chứ còn nhiều hồi đâu. Hồi đó nó vô là nó mới 15 tuổi đó. Ừ. Hồi đó vô là sách thủ đó con không nổi đó. Ừ, ông bà phải nuôi con đó, bây giờ mới 30 tuổi chứ nhiêu. Bây giờ con ở thêm bao nhiêu? Con ở thêm chừng 15 năm nữa thôi. 30. 30 nữa đi con, 30. Khoan khoan ông ơi. Mưa con là 30. Ừ. 30. 30 rồi thêm 15 nữa là con hết biết bao nhiêu rồi mà. Thêm 30 nữa là con bao nhiêu tuổi vậy ông? Thì đừng có tính. Tính tuổi làm cái gì? Ông bà đi. Ăn uống không thiếu cái gì hết. Đúng rồi, con lo vấn đề chỗ ăn chỗ uống thôi, chỗ ngủ chỗ làm việc thôi. Đúng còn rồi. Chuyện tuổi con tính làm gì? Còn có tính tuổi để làm gì nói ông bà nghe coi. Để con cưới vợ. Cưới vợ đâu cần tuổi. Dạ tại mấy cái người kia nói kêu con về hỏi tuổi ông bà để con cưới vợ sinh con, với lại kêu ông bà trả tiền công con ở đợi 15 năm. Tại vì ngày xưa ông bà hứa với con là con làm việc 5 năm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 năm là ông bà sẽ trả cho con một nén vàng. 10 năm là 2, thêm 5 năm là 15, là ông bà phải trả con 3 nén vàng. Để con về con đi cưới vợ. Tôi ngờ nó tính giỏi dữ vậy trời. Còn hôn tôi nữa. Chứ còn gì nữa. Con à, bây giờ ông nói con nghe nè, cưới vợ đâu cần tuổi. Ừ. Năm nay con mới 30 tuổi đúng không? Đúng rồi. Đúng không nè. Nếu mà con để ông con ở đợi thêm khoảng chừng 30 năm nữa đó, lúc đó con sẽ cưới vợ, sẽ không bao giờ bị anh hạnh, con hiểu không?
Nhưng mà 30 năm nữa con hết ngón tay để đếm rồi, con đếm không được nữa. Thôi con biết đường tính đâu. Thôi ông bà trả cho con 3 nén vàng thôi, con nghỉ, con đi cưới vợ. Quyết nghỉ phải không? Dạ. Quyết đòi vàng phải không? Dạ đếm hết được rồi. Ý con đã quyết vậy phải không? Dạ. Ông trả. Hả? À, không có gì. Trời ơi, ông trả nó 3 nén vàng tôi sạch kia má. Bà sạch cho tôi cũng gạt quá. Hả? Mình người lớn, đừng để mất uy tín với nó. Để ra gỡ ra. Dưới ra coi. À, không ấy vậy nè, con ở thêm đi, ở thêm chừng 15 năm nữa bà đưa thêm 6 nén luôn, được không? Thôi con không cần nhiều đây, con cần 3 nén vàng để con cưới vợ là được rồi. Rồi. Vàng có vàng. Có lẽ làm gì vậy? Tôi biết bà thương vàng lắm, tôi biết, biết. Không. Cái gì vậy? Để lấy vàng cho nó coi lên, cho nó coi. Đúng vàng thôi. Nè. Mình, này là của con đó. Ở 5 năm là 1 nén, 10 năm là 2 nén, 15 năm là 3 nén. Vậy là con uổng công con đi ở đợi rồi. 5 năm là được 1 nén vàng, 10 năm là 2 nén vàng, 15 năm là 3 nén vàng. Đúng rồi. Đúng là 3 nén vàng rồi. Trả cho con 3 nén vàng đi bà. Rồi 3 nén vàng mà trả cho con đi bà. Bà không nỡ để con đi nên bà muốn khóc luôn. À thương vàng. Thịt của con công cung là 3 năm nè. À, tiền đấy là 3 nén vàng bà trả đủ rồi, con đi cưới vợ sớm sớm đi con ha. Dạ. Bà đuổi gấp đi. À đâu có đâu, bà mới vợ sớm mà. Hey. Ờ đúng rồi. Cục này là cục thứ 3. Đúng là 3 nén vàng rồi. Con cảm ơn ông bà. Ừ. Ông bà thương con nhiều quá. Bây giờ con đi cưới vợ nha ông bà. Nhớ là ông bà đưa đủ 3 nén rồi nha chứ. Dạ. Nhớ là ông bà trả đủ hết rồi nha chứ. Con cảm ơn bà. Con chào ông bà con đi. À. Dạ con. Thì con đi cưới vợ nha ông. Khi nào rảnh con quay trở lại ở đợi cho ông nữa nha. Dạ. Công nhận ông á. Nhưng mà vậy mà cũng biết giặt giả. Ông làm tôi muốn rớt tim luôn nè. Nè. Gì? Mai rửa ly cho sạch sạch đi. Giờ thì ớn ai dám uống. Vậy là mình được sung sướng rồi. Mình sẽ không cần làm cực khổ nữa. Mình sẽ đi cưới vợ. Có vàng rồi, ông bà chủ nói có vàng là làm gì cũng được. À, anh Khương. Lâu quá hẹn mới gặp lại hẹn. Gì vậy? Tiền công của em đi làm công 15 năm á. À, tiền công hả? Dạ, em được 3 cục vàng. Ờ, vàng cũng vàng thiệt á. 15 năm trời có 3 cục vàng. Dạ được 3 cục vàng. 3 cục vàng cứ dạ. 5 năm cục, 5 năm cục. 5 dạ năm đúng cục. Rồi. Ông bà chủ á khen em siêng năng với lại thông minh lắm. À. Ông nói là người mà siêng năng á là làm việc không có cần ăn cơm. À. Đó là em nghe ông nói đúng với lại ông khen em thông minh á cho nên em làm việc em không có ăn cơm, chỉ làm việc thôi mất thời gian lắm. Trời ơi, 15 năm trời mà không ăn, không uống thì làm gì nổi, để mày ăn lá cây, mày cạp đất mày ăn. Dạ không có, ông bà chủ ăn xong á, đồ ăn ngon không à, ăn hết rồi á, ăn cái còn nhiêu đó cho em ăn. Trời ơi, công nhận nó thông minh dễ sợ luôn á. Con bản bản này phải cả vàng thiệt không? Dạ vàng thiệt đó anh. Thấy hình như không phải vàng thiệt á. Nè, anh coi thử đi. Vàng thiệt đâu, vàng thiệt. Anh lấy một cục coi thôi. Dạ. Ừ, thôi cũng được. Dạ. Ừ. Để tôi thử tôi coi ha. Anh hết hồn rồi phải không? Chưa bao giờ thấy vàng đúng không? Đúng rồi, làm thợ bạc không bao giờ thấy vàng. Đúng rồi. Em làm công cho ổng 15 năm á, em có một cái ước mơ. Ước mơ em lên ăn nhỏ nhoi lắm. Ước mơ hả? Dạ. Ước mơ nhỏ nhoi lắm dạ. Hả? Dạ. Làm gì, làm gì? Em đi cưới vợ. Cưới vợ mà nhỏ nhoi hả? Dạ, đó là ước mơ của em đó. Cưới vợ mệt lắm á mày. Đừng giỡn mày, nhỏ nhoi gì đó lớn lắm à. Đừng giỡn. Nhưng mà bù lại bây giờ em có vàng rồi em sẽ đi cưới vợ được rồi. Cứ có vàng là cưới vợ hả? Dạ, ông chủ nói em có vàng là làm được hết á. 3 cục bạc. Rồi xong mà mạ vàng lên mày dám nói là 3 cục vàng. Anh ơi, anh ơi. Hả gì? Trả cái cục vàng lại cho em đi để đi cưới vợ. Mà nè anh nói nè. Dạ. Ông chủ của em cho em cái vàng này là cái vàng gọi là để bán em ăn uống rồi chứ không phải cái cục vàng này để em đi cứu vợ. Ủa? Hiểu không? Cái sao? Vàng này là cứu vợ không có được. Ủa sao kỳ vậy? Ờ. Vậy ước mơ 15 năm của em. Ước mơ 15 năm anh sẽ cố cách để giải quyết cái ước mơ 15 năm của em. Dạ dạ anh chỉ cho em đi. Nhưng mà nói thiệt nha, anh làm này anh cũng lỗ lạ lắm.
Anh ơi, anh giúp giùm em đi chứ. Em làm lụng 15 năm rồi, cực khổ lắm. Bây giờ em không cưới được vợ được đâu. Anh thấy anh giúp đỡ cho em vậy về anh chết. Anh ơi, chết. Em năn nỉ anh đổi cho em cái cục vàng nào mà cưới vợ được đi anh. Em năn nỉ anh mà. Thôi vậy nè. Anh thấy anh cũng quý mày. Dạ. Anh cũng thương mày. Anh sẽ đổi cho mày 3 cục bạc của anh. Để mày lấy 3 cục bạc đó mày cưới vợ. 3 cục bạc là cưới vợ được hả anh? Gì vậy anh đổi 3 cục bạc cho em đi. Đổi ha. Dạ anh đổi cho em đi. Thầy nói đó nha. Bạc là quý hơn vàng đúng không anh? Bạc quý hơn vàng. Bạc quý hơn vàng. Bạc quý hơn vàng. Cảm ơn anh tốt bụng. Cảm ơn anh. Mình phải đi cưới vợ thôi. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà nó thấy một cái thằng mà nó khôn gì đâu mà nó khôn. Bạc quý hơn vàng, bạc quý hơn vàng, cưới được vợ rồi. Tao mới vui hơn mày rồi mày. Từ hồi sáng giờ, 3 cục chì thành 3 cục bạc mạ vàng. Tôi về là mình ơi, có đồ rồi mình ơi. 2, 3, 3 cục. Cục này là cục thứ 3. Cục này là cục thứ 2. Cục này là cục thứ 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Đọc thêm số 1 đi em. 1. Em. Dạ. Em cầm gì vậy? Này là bạc nè chị. Cái gì? Ai nói với em này là bạc? Anh thưa bạc, thật ra ban đầu là ông bà chủ á là cho em ba cục vàng. Nhưng mà cái anh thợ bạc á, ảnh gặp em ở ngoài đường, ảnh nói là ba cục vàng á là không đi cưới vợ được. Cái ảnh nói á, ba cục bạc này mới cưới vợ được. Ảnh tốt bụng dữ lắm chị ơi, ảnh đổi cho em luôn đó. Anh thợ bạc nói với em. Dạ. Ôi sao cái thằng này mà nó khờ gì nó khờ dữ vậy? Mình gạt nó được ba cục chì này. Chị. Em dễ thương quá à. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Ừ, đi hỏi vợ ha. Dạ. Ê, hỏi vợ làng nào? Dạ em gặp vợ là em cưới liền à. Cũng nên cưới vợ làng này. Dạ. Em ơi, em thấy gì không em? Ủa ghê quá. Ủa ghê quá em ơi. Ghê quá chị ơi. Sợ quá. Em sợ quá. Chị sợ quá em ơi. Mà chị nhìn cái gì vậy? Em nhìn cái gì vậy? Ủa em thấy chị nhìn mà. Ủa chị cũng thấy em nhìn mà. Đâu có gì đâu chị. Ờ chị thấy cũng có gì hết á. Ủa lá cây thôi. Chắc là nhiều khi chị em mình nhìn. Ê thôi em ơi, tiền kìa. Trời em ơi. Ủa tiền vàng của ai vậy? Nhiều quá em ơi. Cái này là tiền á chị. Tiền đó em. Cái này có cưới vợ được không vậy? Cưới nhiều cô vợ nữa đằng khác. Có bao giờ tự nhiên trời thấy mình nghèo quá, trời cho mình không em? Đây là của trời cho đó. Đúng rồi, chị đang nghèo đó, trời cho chị đó. Còn em đang giàu mà, em có bạc nè. Hai chị em mình cùng nhìn thấy, có nghĩa là hai chị em mình được trời cho hết. Mà chị thấy em sắp đi cưới vợ rồi, thôi chị cho em đó. Em cầm đi cưới vợ đi. Thôi, chị thấy là của chị đó, em không lấy đâu. Thôi, em lấy đi. Em lấy kỳ lắm của chị đó. Thôi, không có kỳ đâu, em lấy đi. Em có bạc rồi, chị cứ giữ đi. Ủa cha, cái thằng này đây là sắp tiền vậy mà nó cũng chê nữa. Thằng này. Em ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn gì hả? Dạ. Hèn chị thông minh thấy sợ luôn vậy đó. Chị khen em hoài. Em dễ thương quá à. Em cầm đi chị cho em. Thôi kỳ lắm. Lấy mà. Kỳ lắm. Cầm đi. Thôi em nói không kỳ đi. Em nói không kỳ đi rồi chị nói em nói không kỳ đi. Không kỳ đi. Không kỳ chị lấy. Nói không kỳ chị lấy. Không kỳ. Không kỳ. Thôi đúng rồi đó. Không kỳ gì mới lấy. Chị em lấy đi. Chị cho em à? Chị cho em. Ủa? Chị tốt bụng như vậy. Ừ. Chị cho em nhiều tiền để em cưới vợ. Vậy em cho chị cái gì để em cũng tốt bụng ta? Thì ba cục chì nãy á. Chì nào? Cái này nè. Cái này là bạc. Đúng rồi. Ba cục bạc. Chị quên. Đây. Cục 1 nè. Cục 2 nè. Cục 3 nè. Em tính cho chị ba cục này phải không? Chị em mình tình nghĩa mà, chị lấy ít thôi. Em cứ lấy nhiều đi. Hay, chị lấy phần nữa đi. Thôi được rồi, chị cho em đó. Trời ơi, chị không có xài được cái này đâu. Em sắp cưới vợ rồi, em cần phải mua sắm đồ đạc, đồ cho vợ em chứ. Nên em phải cần nhiều tiền, nha.
Mà chị ơi, cái này có cưới vợ được không vậy? Cưới vợ được, cưới bao nhiêu cũng được á. Em cứ cầm đi, em đưa là người ta chịu lấy liền à. Cái này với cái này nó có bằng nhau không? Hơn, cái này phải hơn cái này chứ em. Hơn nhiều, em yên tâm đi. À, chị đi nha, chị đi nha. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, sao chị tốt bụng quá vậy? Ừ, em cũng tốt bụng lắm. Cảm ơn chị tốt bụng nha. Trời ơi, vậy mình chuẩn bị cưới được vợ rồi. Mà này nhiều quá, sao cưới hết vợ đây? Thôi mình cưới một vợ thôi. Mình lấy cái này ra mình cưới vợ nè. Mình lấy cái này cho vợ xài nè. Cái này mình xài nè. Còn một, hai, còn ba. Ba sắp để cho vợ mua quần áo. Trời ơi, sao có người tốt bụng quá vậy? Cảm ơn chị nha. Vợ ơi, em cầm cái gì mà đẹp quá vậy? Từ nào giờ anh không biết này luôn hả? À, từ đó giờ anh chưa biết cái này. Cái này là cái gì, nó quý không em? Trời, nó quý lắm á anh. Đó là thiên địa vận á. Thiên địa vận hả? Thiên địa vận là sao em? Là hợp bất kỳ ai mà có cái này nha, là thay đổi được vận mệnh nè, còn có nhiều tiền tài nữa, rồi thăng quan tiến chức luôn á. Trời ơi, vậy là báu vật quý giá thiệt rồi. Mà anh ơi, anh đừng có nói cho người thứ ba nghe nha. Anh biết rồi. Mà thấy anh cũng thích nó nên là em cho anh nè. Em cho anh báu vật hả? Dạ. Thay đổi vận mệnh. Vậy là anh sẽ đi giúp người. Anh sẽ đi giúp người, anh sẽ thay đổi vận mệnh của người ta. Anh sẽ đi giúp người. Mà em cho anh báu vật quý như vậy, anh phải có cái gì cho em chứ. Chờ anh. Đây. Tiền này là tiền anh đi cưới vợ nè. Anh cho em 15 năm làm công của anh đó. Anh sẽ đi giúp người ta. Anh không cần cưới vợ nữa. Anh sẽ đi giúp người ta. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhỏ nha. Anh sẽ đi giúp người. Anh sẽ đi giúp người. Vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Giờ chỉ còn đợi Bảo với lại Chuối thôi nha. Mình đã có thiên địa vận rồi, từ nay mình sẽ thay đổi vận hạn. Bảo vật quý giá nhất trên đời chỉ có mình có thôi. Hai đứa nhỏ, con nhà ai mà tội nghiệp quá vậy? Chắc là nó chưa bao giờ có được một cái báu vật quý giá này. Nhưng tội nghiệp quá. Mình sẽ cho nó mượn nó chơi một chút xíu, rồi mình lấy lại cũng không sao. Em bé ơi, có thấy cái thiên địa vận của anh quý giá không? Có muốn chơi không? Anh cho mượn chơi một chút xíu rồi trả cho anh nha. Thiên địa vận là sao? Trời ơi, em không biết hả? Đây là thiên địa vận quý giá lắm đó, chỉ có một mình anh có thôi. Muốn chơi không? Anh cho chơi một chút trả lại cho anh. Biết rồi, chơi chi nữa? Em biết thiên địa vận hả? Cái thiên địa vận này thay đổi vận hạn đúng không? Em còn nhỏ như vậy mà cũng biết nữa hả? Trời ơi, em có cái còn quý hơn nữa. Ủa vậy hả? Quý hơn thiên địa vận của anh đó hả? Tao cho anh coi một chút đi. Không, em không có cho coi ngọc lưu ly của em đâu. Ngọc lưu ly hả? Trời ơi, mới nghe cái tên thôi là đã nghe thấy quý rồi. Em à, cho anh coi một chút xíu đi. Chưa bao giờ anh nghe tới cái tên ngọc lưu ly hết. Cho anh coi một chút xíu đi. Đâu có được, ngọc lưu ly này có cánh đó. Mở ra là nó bay mất sao? Ngọc lưu ly sao lại vậy? Đúng rồi. Thì ai có ngọc đó thì sẽ trở thành dương giả. Đại khái là vậy đó anh. Có ngọc lưu ly là trở thành dương giả hả? Trời, quý quá vậy. Bây giờ làm sao đây? Anh có cách rồi. Bây giờ mình đổi nha. Là em lấy cái thiên địa vận của anh, em đưa ngọc lưu ly của em cho anh, được không?
Nè nè, em cầm Thiên đi dẫn đi. Dạ. À, em thấy đẹp chưa, đẹp chưa? Đâu, đâu, nè, Ngọc Lưu Ly đâu, cho anh coi chút xíu đi. Trời ơi, đẹp quá, phát sáng ra. Ủa, mà hình như nó kêu tiếng gì vậy? Trời ơi, Ngọc quý thiệt rồi, nó biết kêu tít 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 nữa. Đây, đây, đưa, đưa Ngọc Lưu Ly cho anh đi. Không được, thế thì nó bay. Thôi, em có túi vải nè, để em bỏ Ngọc Lưu Ly vô cho. Hả? Chắc lấy. Đó, bây giờ nó khỏi bay được rồi đó. Hay quá, để ra nó bay hả? Hay à, quý quá, quý quá. Nhưng mà không được em ơi. Ngọc Lưu Ly này quý giá quá. Mà anh là dân nghèo, không xứng đáng để có ngọc này đâu. À, anh nghĩ ra rồi. Anh sẽ đem Ngọc Lưu Ly này lên tặng cho ông vua. Anh sẽ lên nhà ông vua, anh tặng cho ông vua. Ông vua mới xứng đáng có Ngọc Lưu Ly này. À, mình tặng cho ông vua. Mình sẽ tặng cho ông vua. Mình sẽ lên nhà ông vua, mình tặng cho ông vua. Mình tặng ông vua Ngọc Lưu Ly. Mình tặng cho ông vua Ngọc Lưu Ly. Ê. Trời ơi, đúng là ngốc thiệt. Ê thằng kia, cái chỗ này chỗ nào mà đi vô mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Biết ở đây là chỗ vua ngự không mà giờ lại vô đây? Ủa? Chỗ này là chỗ vua ngủ hả? Ông vua thức chứ anh? Em có chuyện quan trọng muốn gặp ông vua. Ây da. Vua ngự chứ không phải là chỗ vua ngủ. Mày lộn ngôn mày. Đúng rồi anh, nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn gặp ông vua. Trời đất, vua mà tưởng như tao cũng gặp là gặp hả mày? Nhưng mà em có Ngọc Lưu Ly để dâng tặng cho ông vua. Ngọc Lưu Ly. Dạ. Mất cười quá rồi. Làm gì vậy? Mặt đó có Ngọc Lưu Ly. Em nói thiệt mà, em có Ngọc Lưu Ly muốn dâng tặng cho ông vua. Bây giờ có cho em vô gặp ông vua không? Mày tin không? Tao thấy nó cũng thật thà đó. Nó không phải là cái người gian xảo. Mày nhìn kỹ coi. Nó không có giống mấy cái người mà xạo trá đâu. Mày tính làm sao? Để vô tao quan, lỡ thằng này nói thiệt á thì để mình quan chịu. Ừ, đi, tao canh cho. Mày ra mày. Đứng đây à. Đứng im chỗ đó. Ổng quan là thằng này. Tên dạ. Kia. Ngươi nói là ngươi có Ngọc Lưu Ly dân vua à? Dạ phải. Có đúng là Ngọc Lưu Ly không? Hay chỉ là một cục đá vô chi vô giác không có giá trị? Quan đừng có nói tầm bậy. Mày hổn không được nói quan tao tầm bậy nha mày. Quan đừng có nói như vậy. Này là Ngọc Lưu Ly thiệt đó. Con phải đổi bằng 15 năm đi ở đợi của con mới có được đó. Quan biết không? Thôi. Nhà ngươi nói nhiều quá. Bây giờ nhà ngươi nói thật phải không? Nếu dạ. Là thật phải đưa ta coi trước rồi nhà ngươi mới dâng được cho vua. Không được đâu quan, Ngọc Lưu Ly mà quan mở ra quan coi là nó bay mất tiêu đó. Trời ơi, Ngọc Lưu Ly mà biết bay nữa. Dạ. Ngọc đâu phải người đâu mày mà nó đúng biết. Đúng rồi, sao biết bay vậy? Trời ơi, không những nó biết bay mà nó còn biết kêu tít 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 nữa, nghe hay lắm. Nè quan, quan nghe thử đi. Đó đó, nè 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 đó, thấy không? Nè đó, thấy chưa, thấy chưa đó. Được, nếu như ngươi nói thật bây giờ ngươi cũng phải cho ta coi trước mới được dân vua. Nó bay mất rồi quan lấy đâu ra mà quan mày không có hổn, mày nói quan tao đền mày nghe mày. Được rồi, nếu ta coi nó bay ta sẽ đền cho nhà ngươi, được chưa? Quan hứa nha. Ta hứa cho ngươi. Lảm nhảm lảm nhảm hoài. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Ngọc Lưu Ly ba không biết đâu đấy. Quan đền cho con, quan đền cho con. Thằng kia, đứng lên, quan đền cho con. Thôi được. Ngọc Lưu Ly con bay rồi. Thôi được rồi, ta sẽ đền cho nhà ngươi. Bây giờ ta cho nhà ngươi gặp nhà vua được chưa? Bây giờ gặp vua cũng đâu có Ngọc Lưu Ly đâu mà cho ông nữa. Thì bây giờ nhà ngươi gặp vua, nhà ngươi sẽ kể lại những cái gì mà nhà ngươi biết. Dạ. Rõ chưa? Dạ. Đi. Dạ con cảm ơn quan. Con vô con mát ông vua nè. Thôi, mình về đi.
Dương ơi, Dương ơi. Dạ tâu hoàng thượng, hắn chính là người xin Dương Ngọc lưu ly cho hoàng thượng, nhưng thần đã lỡ. Dương ơi, cứu con đi Dương ơi. Dương Ngọc lưu ly của con đổi bằng 15 năm đi ở đợi của con. Ông Quang đã làm bay Ngọc lưu ly của con rồi Dương ơi. Nè, ngươi nói cái gì mà lung tung vậy? Cái gì là công 15 năm, rồi cái gì là Ngọc biết bay? Hãy nói lại cho ta rõ. Này tên kia, đầu đuôi như thế nào ngươi hãy trình tấu lại, để rồi hoàng thượng xử cho. Dạ. Tại sao ngươi lại khóc than thảm thiết như vậy? Dạ vua, chuyện là vậy nè vua. Viên Ngọc bay mất tiêu rồi vua. Thôi 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 thôi, ngươi đừng có khóc nữa. Tóm lại, viên Ngọc lưu ly này ngươi mua bằng công 15 năm đi ở là ba nén vàng, đúng không? Dạ đúng rồi đó vua. Tâu hoàng thượng và hoàng hậu, thần có đôi lời. Nghe những lời của hắn cũng thật là đáng thương. Giả lại hắn cũng có lòng với hoàng thượng. Thần xin hoàng thượng, thần được đền bù cho hắn bằng ba nén vàng được không thưa hoàng thượng? Được. Lời khanh nói chí phải. Ngoài việc đền bù, ta còn muốn khen thưởng tiên cho hắn về lòng trung thành tận tụy. Bây giờ á, ngươi hãy mang vàng bạc ra đây để khen tặng cho hắn nha. Dạ đội ơn hoàng thượng. Ủa vua ơi, vậy là con được cứu vợ hả vua? Con cảm ơn vua, con cảm ơn vua. Vậy là con cứu vợ được rồi. Để làm xong rồi nghỉ. Chưa xong mà nghỉ vậy? Cái thằng ngu. Trời nắng chang chang đổ lửa vậy nè mà không biết kiếm chuyện nghỉ tay. Cái thằng thì đó, nếu mà không nghỉ á thì kiếm chỗ mát mà làm. Ừ. Chứ không không mà làm ngoài nắng chang chang. Làm vậy mới được 5-6 năm, chứ không một năm là dăng chắc rồi. Bóc lột quá ai mà chịu cho nổi. Ê, không ấy mình làm luôn đi, chứ nó làm mình nghỉ kỳ lắm. Ông rảnh quá à, giờ này giờ nghỉ trưa mà. Không ấy mình kêu nó vô nghỉ luôn đi, chứ lỡ mà nó làm nhiều quá là nó gục chết luôn á. Thôi đừng có dạy. Sao dạy? Bộ muốn bị đuổi hả? Ông không biết cái nhà này á là chuyên gia quỵt tiền lương hả? À, Cao. Dạ. Ra đuổi hai thằng đó cho tao, không trả một đồng nào hết. Dạ nhưng mà giờ này đang nghỉ trưa mà ai cũng nghỉ hết á. Chỉ có thằng ngốc nó khiền khiền, nó khùng khùng mới làm vậy thôi. Đuổi người ta phải có chứng cứ đàng hoàng chứ. Tao có đầy đủ hết á. Lấy là dám kích động người làm của tao nghỉ trưa, chứng là mày. Ừ. Dạ nhưng mà. Hay là mày muốn nghỉ chung với tụi nó? Thôi dạ để con. Ông yên tâm. Hai thằng bay xuống thằng ngốc nghỉ, cho nên ông cho hai thằng bay nghỉ luôn. Ủa à, hồi nào ai làm chứng? Ừ. Hai thằng bay thông cảm đi. Ông bắt tao làm chứng, tao không làm, ông cho tao nghỉ luôn. Cho nên hai thằng bay thông cảm nha. Ủa, bộ muốn đuổi là đuổi hả? Đuổi thì trả tiền lương đây. Ừ, giả sử người ta có ý đồ mà chưa làm, không lẽ giờ vô nhà nhìn thấy cái chum nấu rượu, cái nói người ta có ý đồ là nấu rượu lậu hả? Cái gì? Thằng nào vậy? Tôi đang nói chuyện thằng nào sọt cái mỏ vô vậy? Cao, hổng con. Ý, ủa ông hả? Tụi bay ngon à, dám đòi tiền công nữa hả? Tao chưa kiện tụi bay xúi dục gia nhân của tao nghỉ trưa, là tụi bay tránh được ở tù mọt gông là may cho tụi bay lắm rồi, hiểu chưa? Ông á, ông ăn ở thất đức như vậy á, thế nào cũng tán gia bại sản à. Ừ, nghèo mặt liệp. Đi. Ủa mày nghĩ cái gì mà sao mày không nghĩ là mày tán cho mặt nó cho tao? Con tán sao tới? Kệ, nó rủa thì rủa, nhưng tao không trả tiền cho nó là được rồi. Vậy là mình quá lời rồi ông ơi. Ngao, nghỉ trưa đi con. Vô, ông có một số việc với con. Dạ. Cao. Dạ. Có khỏe khỏe thì ra bữa cuối thay thằng ngốc. Còn nếu mệt, đi theo ông vô. Dạ. Ông vô trước đi, con theo sau. Vô mày. Dạ, con rót nước ông uống nghe.
Dạ, ông uống đi ông. Ông uống cho mập thay ông đi ông. Mất dạ. Dài hả mày? Kìa con, đứng chi cho mỏi chân, ngồi đi con. Dạ, thưa ông, con không dám. Thấy chưa? Dạ. Cái thằng biết điều dễ sợ. Nó biết thân phận nó ở đâu. Dạ. Ai như mày á? Còn sao? Ghế mà leo lên tự nhiên như vậy á. Dạ, dạ, dạ ông ơi. Sao hồi nãy á, ông đuổi hai người kia vậy? Con thấy là hai người đó làm giỏi lắm luôn á. Ông ghét cái tật nhiều chuyện. Dám kích động người làm của ông nghỉ trưa. Ông bực, ông đuổi luôn. Không trả nó một cắt nào hết trơn. Nói thiệt với con em, ở trong cái gia đình này, ông là ưng ý con nhất á. Con nhớ nha, nhớ cái câu ông nói nha. Một khi mà ông đã đuổi rồi á, là ông không có trả lương một cắt. Ông ơi, vợ con nói á, là con làm cho ông cũng được 5 năm rồi. Ông cho con xin tiền công 5 năm đi, để con nghỉ. Sao được con? Con với ông gắn bó nhau 5 năm trời rồi, giống như cha con ruột thịt ở trong nhà. Con nỡ nói tiếng chia tay như vậy, ông nghe ông đau lòng đứt từng đoạn ruột, con hiểu không? Dạ, dạ con. Ôi, thật ra ta coi con như người trong nhà. Hèn. Hay thôi bây giờ con cố gắng làm thêm 5 năm nữa đi. Là chẳng 10 năm. Lúc đó cái ông gom cái tiền công của con á, ông trả cho con một cục. Quả cái đời. Con đem về cho vợ con á, xài thoải mái. Mà mình vui vậy? Cái gì ơi nè. Mà mình đã nghỉ chưa? Phú ông đã trả đủ tiền, đủ 5 năm cho mình chưa? Đâu có, tôi đâu có nghỉ được. Sao vậy? Tôi đã nói mình là nghỉ kiếm việc khác làm mà. Làm với ổng 5 năm rồi, không có lấy được đồng bạc nào hết á. Đỡ như ổng quỵt luôn, là mất công tôi đó. Ông chủ không có quỵt tôi đâu. Vợ biết không, ổng á hả, ổng coi tôi như người nhà vậy á. Ổng cho tôi gạo ăn luôn nè. Đó. Trời đất ơi, mới gạo mốc này mà mình cũng gọi là gạo hả? Mà ai nói ổng coi mình như người nhà vậy? Thì chính miệng ổng nói luôn. Trời ơi, ổng nói vậy mà mình cũng tin nữa hả? Sao không tin? Hả, tôi nói cho vợ nghe nè. Ổng là, ổng đuổi hai người kia trước mặt tôi luôn, không trả tiền công luôn á. Tôi hả, là ổng nói là ở trong cái nhà này nè, là... không, là nhà của ổng á, là tôi là người làm việc được nhất, tôi không thể nào xa ổng được. Ổng nói mà ổng muốn khóc luôn á. Thiệt tình á, sao có người khờ như mình vậy không biết nữa. Nghĩ đi ông ơi. Không có nghĩ được đâu. Nghĩ là hả, ổng buồn lắm. Không có tôi là ổng không chịu nổi đâu. Ổng nói là bây giờ hả, ở thêm 5 năm nữa đi, cái ổng sẽ trả tiền 10 năm luôn, về tha hồ mà đưa cho vợ xài. Chắc tôi chết với mình quá. Không có chết đâu, 5 năm lẻ lắm. Là 5 năm là 10 năm là lấy tiền cho vợ xài đã luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua mà đã hết 5 năm rồi. Làm sao phải giữ cái thằng này nó dìa nó làm công cho mình suốt cuộc đời đây ta. Đau đầu quá.
Cao à. Dạ, có con. Việc ông giao cho con sao rồi? Dạ, con đã chuẩn bị cho ông xong rồi ạ. Ừ, để đó đi. Lát đưa cho Ngọc. Dạ, ông ơi. Hử? Cho con hỏi cái này cái nha. Cái gì? Hồi đó vợ, con đâu thấy ông cho không ai cái gì đâu. Mà sao bữa nay... Ông đừng có nói với con là ông bắt nó làm đêm nha. Con thấy nó kiệt sức lắm rồi đó. Mày á, mấy hôm ra tao để ý mày đó nghe. Tao cảm giác mày mến mến thằng ngốc làm sao á. Mày đừng có nói với tao là mày... Trời ơi. Tao nói cho mày biết, đối với tao không có hai cái từ tự nhiên trong đầu tao. Mày coi nè, mày coi nè. Ông ơi, ông, con gánh nước đầy xong mấy cái khạp nhà mình rồi đó. Ông biết, ông thấy chứ. Dạ. Cho nên ông mới kêu thằng Cao nè, chuẩn bị mớ khô cho con đem về cho vợ con, rồi hai vợ chồng ăn bồi dưỡng lấy lại sức. Ông nhớ bữa nay là hết 10 năm luôn ha ông? Nhớ con, chứ. Con tính vô lại xin ông cho con nghỉ nè. Trời ơi, ông nhớ hết á. Con làm việc với ông á nghe. Ông nhớ từng giờ, từng ngày, từng tháng luôn. Dạ. Thiệt, từng ngày, từng giờ, từng tháng mà nó trôi qua. Ông đứt từng khúc ruột luôn á, con thấy không? Nhưng mà ông ơi, vợ con nói á, là kỳ này dứt khoát phải xin ông nghỉ. Vợ chồng con xa nhau nay 10 năm rồi á ông. Có gì đâu mà 10 năm. Ông còn nhớ là có mỗi lần mà 5 năm á, ông có cho con về thăm vợ, đúng không? Dạ, dạ đúng. Kỳ này ông cho con về với vợ con á, hai không. Ông cho con về thăm vợ con 3 ngày liên tục luôn. Rồi cái con quay trở lại làm với ông. Nghe, ông nói cho con biết, con xa vợ con á, vợ con nhớ chỉ có một, còn con mà xa ông á, ông nhớ tới 10 lần. Ông ơi, con nghĩ coi, vợ của con trước sau gì cũng là vợ của con. Con đi đâu quanh quẩn cả cuộc đời thì con cũng phải trở về với vợ con, đúng không? Ông với con đâu có ràng buộc pháp lý gì đâu. Rồi mày cũng bỏ ông à, thì ông đâu có làm gì con được ha. Nghe tới đó mà đau lòng á, con hiểu không? Ông nói vậy con nghe con khó xử quá. Có gì đâu mà khó xử. Con về á, con nói với vợ con á, ở cho ông chủ thêm 5 năm nữa. Lúc đó ông trả tiền công cho con á 15 năm. Thấy không? Hai vợ chồng con giàu to luôn. Ở tới 5 năm nữa hả ông? Ừ. Mình nói sao? 5 năm nữa hả? Ông tình nghĩa với mình á là mình phải tình nghĩa lại á, mình không bỏ ông được đâu. Ông nói bây giờ mà bỏ ổng là ổng chết luôn á. Trời ơi, ổng nói như vậy mà mình cũng tin được sao? Tin chứ sao không tin. Ổng á hả? Ổng nói với tôi á là bây giờ con mà về là con phải đi kiếm việc khác con làm thôi. Chi bằng là con làm thêm trong 5 năm nữa, ông trả con 15 năm luôn. Lúc đó hả, mình giàu có rồi, mình không cần phải làm gì nữa. Mình ơi, mình có biết là vợ chồng mình xa nhau 10 năm rồi không? Rồi còn con cái nữa. Bây giờ con cái hả, bây giờ mình đẻ ra mình nghèo quá, mình cũng đâu có nuôi được đâu. Vợ á, vợ cho tôi đi làm đi, làm thêm 5 năm nữa tôi lấy tiền về, cái lúc đó hả vợ tha hồ mà đẻ như cũng được á. Với lại có tiền á, mình cho con cái mình bằng bạn bằng bè chứ. Ê, bây giờ mình cho tôi làm 5 năm nữa đi. Đi cho mình 5 năm nữa thôi. Một lần nữa thôi đó nha. Hay quá. Bây giờ mình làm thêm 5 năm nữa là 15 năm. Lúc đó vợ chồng mình giàu có rồi. Chồng, để lên, qua đây. Ra đây. Ủa mình, bộ có chuyện gì mà mình tới tận đây tìm tôi vậy? Mình có nhớ hôm nay là ngày gì không? Bữa nay là ngày dậu thân mà khó quá. Bây giờ về vậy mình nói đại đi. Lại quên nữa rồi, bữa nay là tròn 15 năm rồi đó. Cái đó là tôi nhớ mà.
Mỗi năm ngày này á là mình cứ bắn tin cho tôi biết, làm sao tôi quên được. Với lại hả, mấy năm nay á tôi thấy tôi mệt quá. Mỗi lần tôi làm gì á thì tay chân tôi mỏi hết. Mình biết mệt rồi sao? Nghe tôi á, nghĩ 5 năm trước có phải là khỏe hơn không? Thôi, nhưng mà mình nhớ là tốt rồi. Mình vô xin nghỉ đi. Rồi còn lãnh lương nữa, đếm cho kỹ nha không? Biết rồi mà. Nhưng mà lỡ ổng năn nỉ nữa thì sao? Ổng năn nỉ hả? Cho ổng năn nỉ luôn. Bây giờ mình quyết định nghỉ rồi. Tốt rồi đó. Nhưng mà còn nếu như ổng khóc, ổng đòi tăng lương thì sao? Thì là... Nè nè, tôi không cần biết mình làm gì. Hễ như mà mình ở lại một lần nữa là coi như tôi với mình xong luôn đó. Khỏi vợ chồng gì nữa hết á, nghe không? Mình nói gì vậy? Tôi biết rồi. Yên tâm đi. Chứ mình tính đi, lấy nhau á 15 năm 6 tháng mà hết 15 năm mình ở với ổng rồi. Mình thương ổng á, mình ở với ổng luôn đi, khỏi phải về. Ông ơi, bữa nay vừa tròn 15 năm của thằng Ngốc á. Vậy thì ông có chuẩn bị bữa cơm hẩm cá thiêu để nó ở lại làm nữa không ông? Chuyến này nó không ở lại nữa đâu. Ủa sao không biết? Nhìn kìa. Bây giờ á, vợ đứng đây đi. Bây giờ á, tôi vô tôi gặp ổng á, tôi lấy tiền 15 năm luôn. Xong rồi á, tôi đưa tiền cho vợ. Vợ thấy được không? À, ý ông nói là bây giờ có vợ chỉ bảo hả? Nên nó kiên định sáng suốt. Nó dứt bỏ ông luôn đúng không? Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, thay cũng tội chứ. Nhưng mà khôn cỡ nào khôn, làm sao qua ông được con? Hay. Chắc vô. Dạ vô. Thôi bây giờ mình đi về đi nha. Nhưng mà mình nhớ nghe không? Biết rồi. Nhớ lời tôi dặn đó. Tôi biết rồi mà. Dạ. Ông ơi, con gánh nước đầy nguyên cái ao sau nhà mình luôn rồi đó. Ông cho con lãnh tiền công 15 năm rồi đấy, con xin đi về. Như vậy là con muốn dứt áo ra đi thiệt rồi đúng không? Dạ con cũng đâu có muốn. Nhưng mà vợ con nói á, nếu mà con không về á là nó bỏ con đi luôn á ông. Thôi giờ như vậy, nếu như ông tăng thêm cho con 2 quan nữa, con thấy sao? Dạ vợ con có nói là dù ông có làm gì á, con cũng không được ở lại. Ông thấy con á là con đâu có được khôn. Tại vì á, con lấy được nó là con cũng may cho cuộc đời con lắm rồi. Nó mà bỏ một cái là không ai thèm lấy con luôn á. Thôi được rồi, ông đã nói hết lời rồi. Nhưng mà làm sao giữ được người muốn ra đi? Dạ. Ông đã chuẩn bị sẵn lương cho con rồi nè. 15 dạ. năm làm công của con á, ông quy đổi ra vàng cho con luôn. Để con cầm cho nó gọn. Chứ tiền công 15 năm tính ra tiền á, nó còn đóng gì nè, con giác sao nổi. Vậy vị chi 15 năm tiền công của con á, nó được 3 nén vàng rồng. Đây. Dạ, của con. Cảm ơn ông. Lần đầu tiên con thấy được vàng luôn á ông. Được 3 nén luôn. Dạ con cảm ơn ông. Bây giờ con vô trong, con xếp đồ, con đi về nghe ông. Dạ tôi về nghe anh Cao. Anh ở lại, anh ráng ăn để anh Cao giống như tên của anh vậy đó. Thật gì à, nói gâu nghe hay bay. Hỏng nữa. Ông. Vậy là bữa ông kia con mua 3 nén vàng giả là... Chứ tao đưa vàng thì nó có biết đâu. Ủa? Vậy còn công 15 năm trời người ta làm ở đây thì... Mày hay quá. Mày thương nó quá. Mày thương nó quá mày nghỉ việc ở đây đi. Mày rủ nó buôn bán cám mà ăn. Nè, giờ tao mới để ý nghe. Hồi tao kêu mày về đây làm á, ha, có 9 tấc à. Mày ăn giọng cái kiểu gì bây giờ mày cao lên hết 2 tấc mày, hả? Ăn cố vô. Nè, đừng có nghe lời cái thằng đó, nó là thằng ngốc. Mày nghe lời nó rồi mày tin sái cổ đi. Rồi mày ăn cho mày cao giống như cái tên của mày đi. Chết mày với tao à. Tao kiểm tra tao thấy kho gạo mất nhiều lắm rồi đó. Có đâu, không nói sao á. Mỗi lần con ăn á, có sao tô chứ nhiều. Trời ơi, ít quá ha. Cái gì? Suốt 5 năm trời nay lưng ra làm quần quật vậy đó, mà chỉ được có một nén vàng thôi sao? Cái này là 3 nén vàng lận á. Thì một cái là 5 năm, không phải 15 năm là 3 nén là đúng rồi. Thì đúng rồi, là 3 nén nè.
Trời ơi, người ta đi làm cũng ít nhất là một năm được một nén, 15 năm vậy chi cũng được 15 nén chứ sao lại ba. Thôi rồi, mình bị lão già keo kiệt đó, lão lừa mình rồi đó. Nhưng mà cái này là ba nén vàng lượng đâu có ít ỏi gì đâu. Cũng chẳng có đòi gì được đâu, coi như cũng có một chút vốn liếng. Nghĩ cách mình đi làm ăn đi. Hay là bây giờ tôi đi buôn đi. Nghe nói á là đi buôn lời lắm luôn á. Nhưng mà buôn gì mới được chứ. Vậy để tôi lân la ra bến đò á, tôi coi người ta buôn gì á, cái tôi buôn. Được không? Tôi chỉ sợ mình á, thật thà quá, ai nói gì thì nghe vậy, mấy ngày thì cũng hết vốn thôi. Tôi đâu có ngu đâu. Ra đó hả, tôi hỏi người ta cái gì mà buôn có lời á, thì tôi buôn cái đó. Tôi biết mà, bây giờ mình đừng có lo ha. Bây giờ nè, tôi nhìn tôi nè, bây giờ tôi đã trở thành một thương buôn rồi, chứ không phải là một thằng ở đợ nữa. Dạ thấy được không? Ông anh chờ đò hả? Chờ lâu chưa? Cũng khá lâu. Tôi mới tới. Nè, ông anh khăn gói định đi đâu vậy? Tôi đi buôn. Tôi là nhà buôn, không phải ở đợ. Còn ông anh đi đâu đó? Tôi hả? Tôi làm nghề thợ bạc. Ông anh buôn cái gì mà bộ có cái gì quý lắm ở trong đó hay sao mà anh cứ ôm cái tay nải dữ vậy anh? Cái này á không phải đồ buôn đâu, mà là vàng. Vốn liếng á, vợ tôi dặn á là phải giữ kỹ, để mất á là nghỉ buôn luôn. Anh đi buôn bằng vàng. Nói vậy vốn anh coi bộ cũng dồi dào dữ ha. Đi buôn là vốn phải giữ chứ, mà vốn lớn thì mình mới chơi lớn được. Mà tôi thấy ông anh chân thật nên tôi nói cho ông anh biết ha, là ở trong này không có gì đâu, không có gì đâu. Ai mà khờ khờ á mới lại giật cái này của tôi á, là ở trong này không có gì đâu. Tôi để vàng ở đây nè. Ông anh thông minh quá ha. Nè, cho ông anh coi luôn. Đây đó, ba nén vàng. Tôi ở đợ 15 năm mới có được á. Ông anh, có gì đâu mà phải ngại, tôi với anh đều là chân buôn với nhau, quý không hết nữa. Rồi đây, coi đi. Chắc là chưa thấy bao giờ chứ gì. Ba thứ đồ giả này mà nói tưởng thật, còn dám xưng là nhà buôn nữa chứ. Cái thằng này bị chơi một vố nặng đây. Ở đợ 15 năm trời mà đổi lại ba nén vàng vàng. Giỡn nó chút xíu coi nó ngu cỡ nào. Ông anh nè, ông định buôn cái gì vậy? Tôi đang nghe ngóng. Ông anh biết buôn cái gì có lợi, ông anh chỉ giùm tôi đi. Theo tôi như vậy, ông nên đi lên kinh thành đi. Ở đó giao thương tấp nập, tha hồ mà lựa chọn. Mà quan trọng hơn là mình ngao du kinh thành một chuyến. Hay, sao tôi nghĩ không ra ta. Tôi phải chạy kinh một chuyến. Mà nè, tôi cũng nói cho anh biết, ở trên kinh thành á, trừ những người thương gia và những người buôn bán lớn, chứ còn những cái người mà dân ngu khu đen như tụi mình á, cầm vàng lên đó buôn bán khó lắm, người ta sẽ nghi ngờ mình. Tôi tính vậy nè, không ấy ông đổi ra bạc đi, rồi lúc đó mình sẽ tiện bề trao đổi hơn. Mà quan trọng hơn á, người ta sẽ không dòm ngó và nghi ngờ mình. Nói vậy thôi, tôi sẵn đem theo đây nè, có gì tôi đổi giùm cho ông anh. Cứ một nén vàng á là hai thỏi bạc, thấy làm sao? Được không? Một nén vàng hai thỏi bạc.
Tốt. Tôi mới vừa ra khỏi nhà là gặp Mai rồi. Thật ra anh em cũng là dân đi buôn với nhau, thì tôi đổi giúp cho ông anh thôi. Chứ bây giờ tôi phải chạy về nhà, tôi lấy thêm bạc, tôi đổi lại cho mấy ông bạn của tôi nữa. Thì nói chung tôi cũng mệt lắm, hiểu không? Ông anh đúng là có tấm lòng vàng á. Ông anh giúp đổi giùm tôi đi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, đây nữa là 6. Đủ ha, đúng không? Bây giờ tôi sẽ nhận lại 3 nén vàng của anh. Nè, đa tạ ân nhân đã chỉ đường đi nước bước giùm tôi, mà còn làm cho tôi thuận lợi giao dịch nữa. Cầu trời phù hộ cho ân nhân. Thôi, anh ngồi đây đợi nha. Tôi tranh thủ chạy ù về nhà một cái, lấy bạc đổi thêm. Để không thôi lên trên đó mà không đủ bạc thì nó kỳ. Đa tạ ân nhân. Ân nhân ôm cái. Rồi. Thôi lên trên đó gặp nha. Đa tạ ân nhân. Ân nhân cái đầu mày, cầm sắt tưởng vàng, cầm chì tưởng bạc mà đổi đi buôn. Vậy đây, ai mua giấy không? Giấy ương hẹn hảo hẹn đây. Có ai mua giấy không bà con ơi? Mua giấy không anh? Giấy hảo hẹn nè. Thôi không mua đâu. Dạ. Nặng quá. Anh, mua giấy không anh? Giấy hảo hạng luôn. Bán lẻ chưa? Thôi, tôi không mua đâu. Vậy đây bà con ơi, giấy thượng hạng hảo hạng đây. Nghe kỹ ho cò gái này, người ta đâu mua giấy làm chi? Ước gì giờ có người nào á mua mão á, bán thá bán đổ cho hết cái đống này, xong đổi nghề. Chứ ăn thang hoài mệt quá. Chị mua giấy chị. Mua chú giấy ơi. Giấy tốt lắm. Giấy thượng hạng luôn đó. Thôi tôi không có mua. Công nhận lạ, cái dân này mai xài giấy hết trơn. Mệt. Ông anh ơi. Gì vậy? Ông anh cảm mạo thương hàng hay sao mà nằm đây vậy? Buồn ngủ chứ cảm mạo thương hàng gì ông anh? Giữa đường nắng quá vô đây nghỉ chân thôi. Ủa? Chẳng hay ông anh đang trên đường đi thiên lý hay là đi đâu mà ôm khư khư tay nải vậy? Ông anh đúng là tinh mắt. Tôi là nhà buôn ở xóm Hạ. Bên đây là trên đường đi chảy kinh để tìm mối làm ăn. Nhà buôn hả? Buôn gì? Chưa biết nữa. Mà phải lên kinh để coi cái gì mà đắt nhất là để tôi buôn cái đó. Ông anh buôn cái gì vậy? Buôn lụa. Lụa này được tàu buôn ở bên tàu á, chở qua có nhiều tôi lấy hết á, nên có mình tôi có. Hay quá, ông anh là buôn lụa ở bên tàu luôn á. Đi buôn á là phải kiếm hàng độc á mới đắt hàng chứ. Đây là thứ loại lụa hảo hạng nhất á trong các loại lụa trên thế gian này á. Lụa này chỉ dành cho vua chúa thôi á. Ta gọi nó lụa lụa gió á. Ông anh làm tôi tò mò quá, cho tôi coi được không? Ông cứ tự nhiên. Lạ thiệt, lụa sao như tờ giấy vậy? Vậy mới đọc. Lụa mà giống lụa tầm thường rồi. Thứ này trên kinh đặt hàng á, tôi bán không xuể luôn á. Trên đó chuộng lắm, nhưng mà trên đó xa quá nên tôi chỉ bán lanh quanh đây thôi. Biết là lát vào làng á bán không kịp á, nên tôi ngủ lấy sức thiệu anh tới á. Hay quá, ông anh đúng là biết lựa hàng luôn á. Mình bán là mình phải bán hàng độc. Bữa nay tôi đi một ngày là tôi học một sàn khôn luôn. Nhìn ông anh vậy á là tôi hiểu rồi, nhưng phải từ từ. Nguyên tắc á buôn bán á là không được lỗ nghề, mà tôi thấy ông anh thật thà quá nên tôi hỏi ông anh á có ý mua á thì tôi chia cho anh lên kinh bán. Ông anh nói thiệt hả? Vậy tôi lấy rồi ông anh bán gì? Thì tôi lấy nữa tôi bán, coi như là tôi giúp anh để lại công đức đó mà. Tôi nói ông anh nghe nè, tôi đi buôn á, nhưng mà vợ tôi á sợ tôi đi là bị người ta lừa lọc,
Nhưng mà hả, tôi đi tới đâu á là tôi gặp người tốt tới đó luôn á. Bây giờ á tôi có 6 nén bạc nè, tôi đưa cho ông anh là tôi lấy bao nhiêu lụa. Cái này là chị mà, hồi sẵn mình cần chị. Trễ rồi, bán đại đi. Bao nhiêu đây cũng chẳng đáng là bao, nhưng mà nghĩ là bạn hàng cho bán làm quen, mai mốt còn gặp nữa tôi đổi cho anh luôn cả gánh á. Nè, nghe tôi chỉ nè, khi đi bán á mỗi một vuông là một quan tiền nghe, hiểu chưa? Nhưng mà cái này là bao nhiêu vuông? Thì anh bây giờ ngồi xuống anh đếm đi, tao đếm đi ha. Anh tốt bụng quá, tốt bụng quá, tốt bụng quá. Đa tạ, đa tạ anh nha. Tốt bụng quá. Tôi đi nha, tôi đi nha. Đi cẩn thận nha, mua mai bán đắt nha. Đúng là cầu gì được nấy, tự nhiên xuất hiện thằng điên ở đâu từ trên trời rơi xuống, mua hết củ nợ mình luôn. Chuyến này lời to à. Cái của tôi quay đẹp quá Quỳnh. Của tôi cũng đẹp nè, thấy không, quay đều ha. Quỳnh coi cái của tôi quay mạnh quá trời nè. Cái của tôi cũng quay nè. Tôi nói mà, gió càng mạnh đó, thì nó quay quá. Càng nhanh đúng không? Gió mạnh quá, gió mạnh quá. Quay, quay, quay. Hai chú em ơi, cái đó là cái gì vậy? Anh không biết cái này sao? Cái này là... là cái thiên địa giận. Thiên địa giận? Ừ. Nghe lạ quá, hồi đó giờ tôi chưa thấy luôn á. Mà cái này để làm gì vậy? Cái này quý lắm nha, nhờ có nó mà thông thiên đạt địa, thế gian này á có chuyện gì á là cũng thấu rõ trước tiên, vô giá đó, hiếm lắm. Cho tôi mượn được không? Được, được. Công nhận số bình đỏ thiệt, tôi gặp thứ quý hiếm có 102 không. Làm sao để có được cái thiên địa giận này để bán? À, nói vậy chứ anh có thích không? Nếu thích á thì để tôi để cho anh, nhưng mà phải nhiều tiền mới được á nha. Ờ đúng rồi, bán cho tôi thiệt hả? tôi không có tiền, nhưng mà tôi có là cái gánh lụa gió nè, cũng có 102 luôn á, cứ mổ vuông á là một quan á, cứ bán nhiều cứ bán nha. Bây giờ mà hai chú em có đồng ý á thì mình đổi đi. Lụa gió nữa hả? Ừ. Ê, kỳ này là tụi mình trúng lớn rồi đó. Đang cần muốn chết luôn. Ý hay á. Được không? Thôi được rồi, giờ vậy đúng ra là phải nhiều hơn, nhưng mà giờ hai đứa tôi chịu thiệt nên đổi ngang cho anh. Thôi nè, thôi rồi lấy đi, đi tôi đi. Có 2 thúc lưng mà phải lấy 2 cái. Hai luôn. Thấy tôi khôn không? Khôn, khôn, khôn quá, khôn. Cảm ơn hai chú em nha. Chào anh. Thôi đi đi, chào ha. Tụi mình đang cần giấy, tự nhiên gặp ông nổi khùng, khỏi phải tốn tiền mua, đúng không? Ta nói 2 thúng luôn á. Càng nhìn gần thấy hai cái thiên địa giận này đẹp thiệt, nó cứ quay hoài à, quay không biết mệt luôn. Cái này tha hồ bán giá hời, thiên hạ sẽ tha hồ lát mắt. Công nhận ta nể phục ta thiệt, ta thông minh quá. Đẹp quá à. Ờ đẹp ghê á. Lão hả? Ừ. Lần đầu tiên á ta mới thấy con ngựa trời này á, nó màu xanh mà còn có ánh tí tí nữa kìa. Còn công nhận là lạ thiệt á. Coi chừng nó bay mất nha. Cái gì mà bí mật dữ vậy ta? Trời nó đẹp quá mày ơi. Cái gì mà còn sợ bay mất nữa? Cái gì mà quý dữ vậy trời? Coi chừng nó bay á. Ê, ê hai đứa, cái gì vậy? Cho chú coi với. Thôi không cho đâu. Cho coi đi, cho coi một cái thôi. Không, lỡ nghe bay mất thì sao? Ừ đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà quý dữ vậy ta? Ngọc lưu ly đeo vô hả? Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, trên đời chỉ có một thôi, vua cũng không có đâu. Hay vợ vậy đi, bây giờ
chú có hai cái thiên địa dẫn đây nè, rất là quý hiếm luôn, bây giờ đổi không? Thiên địa dẫn hả? Đúng rồi á, cái này á là thông thiên đặc địa luôn á. Thấy nó quay nãy giờ không ngừng luôn không? Ê, cái này là cái trống trống mà ông nói là cái thiên địa dẫn, ông này ông khùng rồi đó, đổi không? Đổi thì đổi, mình lấy ai cái trống trống chơi đổi cái con ngựa trời này? Ngoài đồng thiếu gì, ngày mai bắt con khác. Chứ để ông mở ra, ông thấy con ngựa trời rồi ông đổi ý, ông không chịu đổi thì sao? Ờ ha. Ờ, đổi thì đổi, nhưng mà nhớ nha, về nhà mới được mở ra, không thôi á nó bay lên trời á. Ờ, đừng lo, chú khôn lắm. Đây 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 đây. Nè anh cầm đi. Rồi nha, trao đổi rồi đó. Đa tạ nha. Đa tạ, đa tạ. Có cái viên ngọc quý này mình đem lên dâng cho vua, thế nào vua cũng thích à. Được lên kinh mà còn gặp được vua nữa, ngốc mình nhất xứ ai bằng. Hoàng thượng rời cung cũng đã lâu, e triều thần thắc mắc. Thần nghĩ bệ hạ nên về cung đi. Người quân tử là cội nguồn của trị bình, còn kẻ tiểu nhân là thềm bậc của họa loạn. Ta dùng người quân tử loại bỏ kẻ tiểu nhân, nếu không đi thị sát thì làm sao thấy được sự ách tắc của quan lại đối với dân chúng. Thân ta không đáng gì đâu, ngươi đừng có quá lo. Dạ, con mời quan. Dạ, đầy đủ của quan. Dạ, thưa quan. Dạ, hôm nay quan cho con xin ít tiền. Mấy đợt trước quan đến đây nhậu xong quan bỏ về không à. Kiểu này chắc con cục vốn quá quan. Cái gì? Nhà ngươi mới vừa nói cái gì đó? Muốn chết hả? Biết ta là ai không? Dạ, bẩm quan, con biết quan là ai, cho nên con đã dọn những thức ăn ngon nhất để đãi cho quan, mà chỉ lấy có nửa da. Dạ bẩm quan, tội nghiệp con lắm, nhà con buôn bán xu cao thế nặng quá. Cái thằng này nó to gan thì dám kể lễ hả? Muốn chết hả? Đóng mới có chút định thuế à, lâu lâu mới tiếp đãi ta một lần mới bán được. Bây giờ nhà ngươi muốn bán hay là muốn dẹp cái quán này hả? Dạ, nhưng mà quan ơi, làm quan thì làm quan, ăn phải trả tiền chứ. Ờ đúng rồi, trả tiền cho. Ê, ta tên đi tên kia, không muốn chết hả? Còn ông nữa, ông muốn dẹp quán hả? Khôn hồn thì cút đi. Dạ. Thôi, mình đi về. Ừ, về đi. Rớt rượu. Ừ, dạ, cho tôi gửi. Dạ, cảm ơn quan khách. Dạ. Dạ, mời quan. Chủ quán, cái quán này có gì ngon nhất đem hết ra đây cho tôi đi. Lẽ. Dạ. Đem hết đi. Dạ, quán này phải trả tiền trước. Quý khách đưa tạm bộ quán hai quan. Ông coi thường tôi á hả? Tôi nói cho chủ quán biết á, tôi chuẩn bị gặp vua để dâng ngọc á. Nè nè, cái này là viên ngọc lưu ly. Cái này mà vua có được á hả, là mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Huống chi là ba cái đồ ăn rẻ tiền ở đây. Không những vậy mà viên ngọc này còn biết bay nữa. Sợ chưa, thấy ghê chưa? Gọi mấy miếng ăn có nhầm nhò gì đâu. Dạ. Bận đồ đẹp quá vậy. Ngọc đâu? Mở thử cho ta coi coi. Không được đâu. Tôi đi làm được 15 năm được 3 nén vàng, đổi 6 nén bạc, rồi đổi được gánh lụa gió, đổi tới hai cái thiên địa dẫn rồi mới đổi được viên ngọc này đó. Đâu có cho ông coi được. Mày khùng hả mày? Mày nghĩ mày là ai? Mày là một thằng khố rách áo ôm mà mày đòi đi gặp thiên tử hả mày? Mày biết quan lớn cỡ nào mới được gặp vua không? Cỡ ta như vậy còn chưa được gặp vua nữa kìa. Nhưng mà tôi dâng ngọc cho vua là tôi phải được gặp vua chứ. Đưa đây. Nhưng mà tôi phải dâng cái này cho vua đó. Tôi phải dâng cái này cho vua đó. Ủa, ngọc đâu? Trời, con gì nó bay ra vậy? Rồi viên ngọc đâu? Cái viên ngọc của tôi phải mất tiêu rồi. Trời, mày... tôi làm được 15 năm lần đó. Mày nói cái đó là viên ngọc á hả? Đúng rồi.
Tôi làm được 15 năm tôi mới được cái đó. Anh đợi tôi đi. Khùng. Đợi tôi đi. Đứng lại. Đưa ngọc cho tôi. Đã trả lại cho tôi. Ngày mai triệu kiến cả hai tên đó cho ta. Dạ. Tôi chỉ muốn gặp hoàng thượng thôi mà. Chuyện gì cứ vô gặp vua rồi biết. Làm gì xô tôi đi vậy? Đừng có nhiều lời. Đi. Ông ở trong quán hôm qua. Cái tên lính kia, nhà ngươi nói hoàng thượng triệu tập ta vô, tại sao không cho ta vô chính điện để diện kiến hoàng thượng hả? Ngươi đủ tư cách để bước vào sao? Gặp hoàng thượng sao không chịu quỳ xuống? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Cầm miệng lại, các ngươi hãy bình thân. Dạ, đội ơn hoàng thượng. Người là hoàng thượng trong quán ngày hôm qua hả? Phải. Ta chính là người ngươi cần gặp đây. Ta muốn nghe ngươi nói rõ sự tình. Dạ dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, hôm qua hạ thần có mắt mà như mù, không biết hoàng thượng cải trang để đi di hành, tội thật đáng chết. Mong hoàng thượng mở lượng hải hà mà tha cho. Ngươi nói không sai. Một quan tham nhũng nhiễu ức hiếp dân lành như ngươi, có chết vạn lần cũng không xứng. Nhưng cứ từ từ đã. Trẫm muốn nghe anh chàng này nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, hắn là... Coi bộ tên mập người nôn chết lắm phải không? À, dạ, không, dạ không, dạ không, không, không nói, không nói nữa hoàng thượng, dạ không nói nữa. Dạ, dạ bổng hoàng thượng, hôm qua là hoàng thượng cũng thấy rồi, là con đi làm 15 năm, rồi con được 3 nén vàng, xong rồi đổ được 6 nén bạc, rồi con đổ được một cái gánh lụa gió. Rồi xong rồi được hai cái thiên địa giận, xong rồi mới đổi được cái viên ngọc lưu ly quý hiếm ở trên đời để dâng cho hoàng thượng. Nhưng mà cái ông này á, ông làm mất của con rồi. Ở đời 15 năm trời, rốt cuộc đổi được ngọc lưu ly để đem dâng cho ta. Ngươi muốn đổi lại món gì, chức tước hay là vàng bạc hay điền địa? Dạ con không có muốn gì hết. Con được biết là vua không có được cái viên ngọc lưu ly này, cho nên con muốn tiến cho vua để gặp vua một lần cho thỏ. Tại vì ở xứ của con chưa có ai gặp được vua hết. Chỉ có vậy thôi sao? Dạ muôn tâu hoàng thượng là... Người nín hay là... Dạ chỉ vậy thôi. Nhưng mà ông này, ông là mất của con rồi. Ông đền cho tôi đi. Mày điên hả? Ông đền cho tôi. Mày ra khỏi đi. Chết rồi mày. Em. Để coi cái thân mập của ngươi có còn sống ra khỏi đây không. Dạ. Dạ thưa hoàng thượng, hoàng thượng kêu ông đền cho con đi. Để con về với vợ con. Chuyến này con hứa là con không đi buôn nữa đâu. Con còn phải mua ít nếp nữa. Vợ con nói chừng nào về là để mua nếp để cho vợ con làm bánh dày. Ông đền tiền để tôi mua nếp đi. Nếp gì? Qua giờ ngươi cứ nói chuyện đi ở rồi đi buôn, tích cóp rất khó khăn để mua ngọc lưu ly. Đầu đuôi sao? Kể cho ta nghe coi. Dạ, chuyện đó dài dòng lắm thưa vua. Số là vậy. Vậy vị chi 15 năm tiền công của con á, nó được 3 nén vàng rồng. Đây. Dạ, của con. Cảm ơn ông. 1 2 3 4 5. Đây nữa là 6. Đủ ha? Đúng không? Bây giờ tôi sẽ nhận lại 3 nén vàng của anh. Nè. Đa tạ ân nhân đã chỉ đường đi nước bước giùm tôi, mà còn làm cho tôi thuận lợi giao dịch nữa. Cầu trời phù hộ cho ân nhân. Tôi đổi cho anh luôn cả gánh á. Anh tốt bụng quá. Tốt bụng quá, tốt bụng quá. Thôi được rồi, vợ dày đúng ra là phải nhiều hơn. Nhưng mà giờ hai đứa tôi chịu thiệt nên đổi ngang cho anh. Thôi nè, thôi rồi lấy đi đi đi. Cảm ơn hai chú em nha. Đổi thì đổi, nhưng mà nhớ nha, về nhà mới được mở ra, không thôi á nó bay lên trời á. Đừng lo, chú khôn lắm. Đây đa tạ. Cho đòi người mất ngọc. Cho đòi người mất ngọc. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ, ngươi hãy bình thân. Đổi ơn hoàng thượng. Ta nói hắn, chứ đâu phải các ngươi. Dạ con lộn.
Dạ. Này chàng trai, ta cho phép ngươi bước lên đây để nhìn xem những người này ngươi có quen hay không. Dạ. Ngươi hãy nhìn xem có quen những người này không. Ông chủ, ông chủ, anh Hàng Bạc, anh Hàng Lụa, hai cậu học trò, hai đứa nhỏ, toàn là ân nhân hội tụ. Ân nhân à? Dạ. Ngươi kêu cái bọn này là ân nhân à? Từng tên một đã lừa gạt ngươi, bắt đầu từ ba thỏi vàng giả của tên chủ bất lương này. Không phải vàng giả đâu, nếu mà vàng giả thì sao con đổi được 6 nén bạc chứ. Sao? Các ngươi tự khai ra hay là để ta? Dạ bẩm hoàng thượng, dạ. Dạ chính đôi tay này, dạ chính bàn tay ngọc ngà này, dạ đã đưa cho hắn ba thỏi vàng giả. Dạ. Dạ bẩm hoàng thượng, con biết, cũng chính đôi tay xém ngọc ngà này à, con đổi 6 thỏi chì. Dạ bẩm hoàng thượng. Con nói anh ta giấy là lụa, con gạt anh ta 6 thỏi chì tại vì con cần chì. Dạ thưa hoàng thượng, tụi con là học trò đang rất cần giấy, cho nên tụi con đổi trong trống thành giấy để đi học ạ. Dạ. Tại tụi con thấy hai cái trong trống nó đẹp quá nên tụi con mới nói dối là con ngựa trời đó là ngọc lưu ly. Các người hay thiệt luôn á, nói như thật làm cho ta không nghi ngờ gì luôn á. Dạ muốn tấu hoàng thượng, như vậy là tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rành mạch. Thời buổi gì đâu mà lừa đảo thế ớn luôn. Nhưng mà trong cái chuỗi lừa đảo này, hạ thần vô tội, chỉ là người bị hại thôi. Dạ muốn tấu hoàng thượng, kính mong hoàng thượng tống hết cổ tụi này vô trong ngục đi, còn hạ thần vô tội. Ông vô số tội thì có. Đúng là ngươi không có dính vô đường dây lừa đảo này. Dạ thần vô tội mà bệ hạ. Cái tội của ngươi là cậy thế ỷ quyền, ức hiếp dân lành. Ta cách chức ngươi, ta bắt ngươi phải tìm bọ ngựa trong vòng 1 tháng. Muôn tấu hoàng thượng, quan quá, trong tháng này làm gì có bộ ngựa mà bắt. Trời ơi, thì ngươi bắt con bọ với con ngựa nộp cho hoàng thượng. Mày lãnh quá. Tào lao. Còn mỗi người các ngươi phải trả lại đúng những thứ mà các ngươi đã lừa đảo tên ngốc này, còn không thì chia mỗi tên một ít. Nè, các ngươi nhớ trả cho thằng ngốc hồi đó nở đợi cho ta đó nghe. Hồi đó ông là nhiều nhất 3 nén vàng nữa nha. Ông lo 6 thổ trì của ông kìa. Dạ bẩm hoàng thượng, nếu cộng lại thì hắn đã lời to, vậy đâu có công bằng đâu hoàng thượng. Hắn xứng đáng được như vậy. Ngoài ra ta sẽ ban cho hắn một chức quan nhỏ để ghi nhận lòng tốt mà hắn đã bỏ 15 năm lao động dành cho ta. Dạ đa tạ hoàng thượng, nhưng mà con không biết làm quan đâu. Con phải về với vợ con, không thôi nó bỏ con làm sao. Nếu mà được á thì hoàng thượng cho con xin ít nếp về con cho vợ con để cho nó làm bánh, chứ không hả là nó nhây với con hoài con không chịu nổi đâu. Thôi được, ta chấp nhận. Bái kiều. Tôi biết ngay mà. Thôi coi như á mình bỏ tiền ra ngao du xuân thủy một chuyến đi, còn được diện kiến bệ rồng nữa, coi như của đi thay người đó. Mình về còn nguyên không sức mẻ miếng nào là tốt rồi. Đâu chỉ có vậy, vua còn cho tôi ít nếp nè, đem về để mà cho vợ làm bánh dày. Vậy thì may quá, con mình á có bánh dày ăn rồi. Cái gì? Con mình? Mình á, mình về trễ mấy tháng nữa thôi là con mình ra đời luôn đó. Mình ngốc quá à. Con mình. May quá, tôi may quá, tôi có con rồi, tôi có con rồi. Nhưng mà tôi có bất ngờ này cho mình nè. Mình bị tôi lừa rồi nghe. Mình lừa được tôi chuyện gì? Vua hả? Vua bắt mấy người đó hả? Là đền lại cho tôi. Nè, 3 nén vàng còn nguyên, không có mất miếng nào luôn. Với lại hả, vua là cho tôi làm quan luôn. Với lại tôi ngốc quá, tôi làm cái sợ bị chúng chửi, tôi không có làm. Nè, bây giờ mình giữ vàng này đi, bất công á là tôi bị lừa nữa. Thấy tôi hết khờ không? Dạ thấy tôi hết khờ không? Anh coi chứ. Khờ.
mày làm lố quá à. Nè, nghe bà hỏi nè. Dạ, nghe nè bà hỏi đi. Thì mày phải nghe người ta hỏi cái gì mày, thì mày mới biết người ta hỏi cái gì. Hiểu không con? Thì con nghe con mới hiểu. Nè, bây giờ nè, bà mới hỏi con nè. Có phải á là con ở cùng làng với lại thằng ngốc con của ông bà ngớt đúng không? Dạ đúng rồi, không những cùng làng mà còn cùng xóm, mà nhà thằng ngốc kế bên nhà con nữa đó. Ừ, vậy thì con có biết tại làm sao mà thiên hạ người ta gọi nó là thằng ngốc không? Trời ơi, chuyện gì, chuyện đó dễ ẹc à. Tại vì nó ngốc y chang như là cha nó ông ngớt vậy đó, nên người trong làng á gọi nó là ngốc. Mà ngốc có nghĩa là ngu ngốc, bà hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu. Ủa số. Ừ, dạ. Ý là mày nói tao ngu không hiểu chứ gì? Dạ có đâu, tại con lỡ miệng thôi mà. Thôi bà đừng có hỏi nữa, để tôi hỏi cho nó lẹ. Nè, sao mày đã biết bé lớn thương thằng ngốc, mà thằng ngốc có thương bé lớn hay không? Tụi nó có hẹn hò với nhau hay không? Mà tụi nó đã hẹn hò ở đâu? Vào cái giấc nào trong ngày mày nói cho ông bà nghe coi. Trời ơi, cái chuyện đó hả, ly kỳ hấp dẫn lắm. Con theo rình mỗi ngày nè. Cái chỗ đó rất là thơ mộng, lãng mạn. Và đặc biệt nha, cực kỳ vắng vẻ. Là chỗ nào vậy con? Chỗ mấy đứa nết ở chuồng tắm á. Trời đất ơi, mày nói có trúng không mày? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ở mấy cái chỗ mà con nít ở chuồng nó tắm là sao? Chỗ đó mới là thơ mộng á. Mà con nói thiệt nha, thằng ngốc á, nó cũng ngốc y chang như con vậy á. Nên ông bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông bà hiểu không? Hiểu không? Bà hiểu không? Ông hiểu. Con biết con lỡ miệng rồi. Thôi con đi phơi lúa nha. Con đi nha. Ê khoan, cúi xuống. Bị dính hả? Cái tập dở miệng này con, đi mày. Trời đất ơi, không biết thằng này nó có nói thiệt hay không. Nói chuyện khó hiểu mà khó tin quá. Khó tin cái gì? Thì bây giờ nó đã nói là nó ở kế bên nhà thằng ngốc. Nó đã nói vậy thì ông cứ tin như vậy đi. Thắc mắc làm cái gì? Hiểu không? Lên đây một chút. Nó quá trái một chút. Quá phải. Để coi, để xuống đi. Mà về cục đá rồi mới đi qua. Nó ngốc mà. Chưa chắc đâu. Nếu ngốc, tại sao cô bé lớn lại thương chú ngốc? Hai người sắp làm đám cưới rồi đó biết không? Hay là tụi mình thử lần nữa coi. Chú ơi chú, trời nóng mà ra bờ sông tắm với tụi con cho mát nha. Lại đây. Chú nói cho mình con nghe thôi nha. Dạ. Đừng nói cho ai biết nha. Cũng đừng có nói cho mấy đứa đó biết nha. Nha. Hôm nay á, chú có hẹn với cô bé lớn rồi, không có đi tắm sông được. Có hẹn với cô bé lớn. Chú ngốc ơi, vậy cô bé lớn có biết lỗi không? Cô bé lớn hả? Cô bé lớn lội giỏi lắm á. Biết lội. Còn chú có biết lội không? Đừng nói cho tụi nó nghe nha, mắc cỡ lắm á. Chú không có biết lội. Không biết lội. Chú ơi, mà chú nói chú thương cô bé lớn lắm mà. Rủi cô bé lớn té xuống sông, chú không biết rồi, làm sao mà chú cứu cô bé lớn được. Đúng rồi đó. Nè, tụi con mới bắt mấy con chuồn chuồn. Chú đi với tụi con ra bờ sông.
cho chuồn chuồn nó cắn cái rúng của chú là chú biết lỗi liền à. Chuồn chuồn cắn rúng biết lỗi thiệt hả? Chuồn chuồn cắn rúng miết lội thiệt hả? Dạ. Vậy thì chú cho cắn liền. Chú chuẩn bị chưa? Chú chuẩn bị rồi. Mà cho chuồn chuồn cắn là biết bơi thiệt hả? Dạ, con nghe người ta nói như vậy á. Mà có đau không vậy? Dạ không, chị nhột nhột chút thôi. Cắn đi, cho nó cắn đi. Vậy là chú biết bơi rồi đó. Ủa, thiệt hả? Có vậy thôi là chú biết bơi rồi đó hả? Dạ. Vậy, chú nhảy xuống đi. Một, hai, ba. Trời ơi, anh ngốc ơi là anh ngốc. Anh không có biết lỗi mà anh nhảy xuống dưới đó làm gì. Lỡ như anh có chuyện gì á rồi hả, bé lớn khóc, bé lớn chết luôn. Mấy đứa nhỏ nó nói nếu mà ngốc không biết lỗi á, lỡ bé lớn té xuống sông á, ngốc không có cứu được bé lớn. Tụi nhỏ nó còn nói á, cho con chuồn chuồn cắn cái rúng là biết lỗi liền à. Ngốc thương bé lớn mới chịu cho con chuồn chuồn cắn đừng cứu bé lớn nè. Trời ơi là trời, mà tôi có té xuống dưới sông hồi nào đâu trời. Chuyện vậy mà cũng làm nữa. Mấy đứa nhỏ nó chọc, nó giỡn chơi vậy mà cũng làm nữa hả? Rồi nó kêu chuồn chuồn cắn rúng cũng cho cắn luôn. Rồi nó kêu nhảy xuống sông cũng cho nhảy luôn. Ai mà biết, tưởng cho chuồn chuồn cắn rúng là biết lỗi liền, ai giờ nhảy xuống sông uống nước thấy bà luôn à. Ngốc phải biết lỗi. Chẳng chừng nào á, bé lớn té xuống sông ngốc mấy cú. Quay mặt qua đây tôi biểu coi. Từ ra về sau là không được giỡn với chú ngốc như vậy nữa nghe không? Dạ. Con nít á là phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời người lớn, nghe không? Dạ. Con xin lỗi cô chú. Từ ngày này nữa đâu, con không dám làm nữa. Giỏi. Bây giờ đi chơi đi. Nhanh. Bà Lân, đỡ ngốc dậy đi. Bé Lân, bé Lân, đỡ ngốc dậy đi. Bé Lân, chuyện hôn sự của đôi trẻ thì đợi vợ chồng tôi lựa được ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua báo anh chị biết sau nha. Dạ, xin cứu anh chị. Dạ, xin cứu à. Dạ, vợ dạ, dạ, chồng tôi xin phép anh chị, vợ dạ, chồng tôi về. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Linh! Ủa vui lắm hay sao mà cười? Vui. Bận đồ gì đâu mà không thấy tay vậy đâu. Thì gớm. Giận cá kém thớt. Sao con nhỏ đó nó cứ khăng khăng đòi lấy cái thằng quỷ đó, tôi mới tức chứ. Tôi đành phải ngậm bồ hòn, gật đầu mà đồng ý. Ông à, tụi nó quen nhau á cũng được 3-4 năm rồi
mà tụi nó hẹn hò nhau á ở chỗ cái bờ sông vắng hoe, không có bóng người qua lại. Bây giờ con mình không chịu thằng ngốc thì chịu ai bây giờ? Tôi nói rồi đó nha, con gái của bà có số lấy chồng thằng ngốc là tại nó, chứ đừng có đổ thừa tôi à nghe. Sao mà khó tính quá à. Bây giờ con của mình đã lớn rồi, phải cho lấy chồng, chẳng lẽ để nó ở giá hả? Với lại á, ông phải nên vui đi. Tôi thấy thằng ngốc á, nó đâu có ngốc đâu ông, mà nó thiệt thà chất phác. Trời ơi, con gái mình lấy được nó là mình cũng mừng rồi. Tôi với ông bây giờ đã già cả rồi, sống nay chết mai. Biết đâu bây giờ ông đang nói chuyện tôi nè, lát ông đứng dậy ông giải đành đạch ông chết thì sao? Ý tôi nói là sống chết mình không có ngờ được. Bây giờ mình thấy con gái mình thành thân vậy rồi, mình phải vui chứ ông. Vui vui cái con khỉ. Bà biết một mà không biết 11. Ở làng của mình đây nè, có ông thầy quá, ông vừa giàu sang, thông minh, chữ nghĩa đầy bụng. Tại sao con gái mình không ưng cái ông khóa đó, mà trong cái ông khóa lại ưng con gái mình á? Thiệt, mỗi lần mà nghĩ tới thầy quá tôi tiếc đức luôn. Buồn ơi là buồn. Ông à, ông đã nhận lễ trầu ca của cha mẹ của thằng ngốc rồi, bây giờ ông cứ thẳng một đường mà đi đi, ngó nghiêng ngó lui làm gì vậy, đúng không? Con sao vậy? Nãy giờ mẹ cằn nhằn con mà con không trả lời, mà cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì không? Con mệt quá, sao con trả lời mẹ nổi. Sao mệt? Nói mẹ nghe coi. Thì ở bên nhà bển á, cái gì chồng con cũng không biết hết trơn á. Rồi cái gì con cũng phải nói, cái gì con cũng la. Con la riết mà giờ con đâu còn sức đâu con nói cho mẹ nghe. Thì cũng tại con, trước đây á, con có 1-2 đòi lấy thằng ngốc. Bây giờ con than thở gì, phải ráng chịu thôi. Thì con đồng ý là con đòi lấy anh ngốc thiệt, nhưng con đâu có nghĩ là anh ngốc tới nước như vậy đâu. Cái gì anh cũng hỏi con riết con muốn khùng luôn á. Ủa sao giờ mẹ mới nghe con nói? Lúc trước ở bên nó cầm chập mà. Mẹ biết sao không? Lúc trước á, cha mẹ anh còn sống thì anh còn hỏi được người này hỏi được người nọ, còn bây giờ còn có một mình con hả, cho nên cái gì anh cũng hỏi con hết. Mẹ nghĩ vậy á là con có phước đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, con đã lấy được thằng chồng thiệt thà chất phác. Con nói sao á, nó cũng nghe theo con. Mà con muốn làm gì á, cũng tùy ý con. Như vậy sướng quá rồi, chẳng bù với mẹ. Đó, con thấy ông cha của con khôn quá à. Mẹ nói cái gì á, cũng cãi lời mẹ. Mẹ nghĩ mẹ mới là người khổ, còn con là người sướng đó. Không dám đâu mẹ ơi. Con là con muốn lấy chồng, chứ con có muốn lấy vợ đâu. Riết rồi con thấy con giống như là làm chồng vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Hơ, cái con này thiệt tình, có phước không biết thường. Dạ con chào bác. À, dạ chào thầy khóa. Dạ. Thầy tìm nhà tôi hả? Dạ nhà tôi đi ra ngoài chưa có về. Dạ dạ thưa bác, con có một cây sâm nhiều năm muốn gửi biếu cho bác trai để bác trai bồi bổ sức khỏe. Dạ. Dạ con cũng có vài sắp tơ lụa thượng hạng để gửi biếu cho bác gái. Trời ơi thầy à, thầy làm vợ chồng tôi thiệt là ngại quá. Con gái nhà tôi á đã lấy chồng mấy năm nay rồi, mà thầy vẫn lui tới nhà này rồi biếu xén quà cáp toàn là những thứ quý giá không mà. Thiệt vợ chồng tôi hết sức là ngại gì đó. Dạ thưa bác gái, đó là tấm lòng của con đối với hai bác, còn tình cảm của con với bé lớn thì không bao giờ thay đổi. Dạ xin bác đừng có áy náy mà con mang tội, bác cứ coi con như là con cháu trong nhà đi ạ. À, nhà tôi về. Chà, chàng rể Hụt tới thăm ông già vợ Hụt đây mà. Dạ con chào bác. Ừ. Thôi, nhân dịp này con ở lại đặng hai cha con Hụt của mình uống rượu bữa nha. Dạ, cha đã nói thì phận làm con không dám cãi à. Dạ. Ngồi đi con. Dạ, dạ con mời. Anh Ngốc, tôi có một cái chuyện này tôi muốn nói với anh. Từ nào tới giờ tôi ở trong cái nhà này á, tôi cũng làm vừa lòng cha mẹ, không làm phật ý ai hết. Nay cha mẹ mất rồi thì thôi anh cho phép tôi nói thẳng nghe, nếu như mà anh mà cứ ngốc như vậy hoài á thì thôi anh cho phép tôi được đi về nhà bên cha mẹ ruột của tôi ở nghe anh Ngốc. Vậy cũng được.
Tôi nói cho anh biết luôn nè, tôi có một người khác bây giờ đòi cưới tôi nè, anh thấy làm sao? Vậy cũng im trời. Trời ơi, trời ơi là trời, Ngọc ơi là Ngọc ơi, tôi đi lấy chồng khác mà anh cũng chịu nữa hả? Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bây giờ như vậy, bây giờ tôi hỏi em cái chuyện cũ nha. Hồi lúc trước á, mấy đứa con nít có một lần nó thấy anh đi từ đằng xa, rồi nó mới muốn chọc anh, nó lấy cục đá nó để ở giữa đường vậy nè. Tại sao anh đi tới anh thấy cục đá, anh mở cái chân anh bước qua cái cục đá mà anh cầm cục đá anh bỏ vô lề đường, tại sao vậy? Thì Ngốc đem cục đá vô đường, lỡ người ta dấp té rồi sao? Làm người làm vậy coi sao được. Trời ơi, có cái gì đâu mà coi không được. Người ta dấp té thì hay kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Trời ơi là Ngốc ơi, làm sao mà anh ngốc dữ vậy? Sao mà tôi có thể ở được với một người chồng như vậy á trời? Bây giờ vậy, tôi nói rồi nghe, anh mà cứ như vậy hoài á là tôi đi về nhà cha mẹ ruột tôi ở á, mà lỡ như tôi có lấy chồng khác thì anh cũng đừng buồn tôi nghe. Vậy cũng im trời. Trời ơi, vậy cũng chịu được nữa hả? Trời, không nói chuyện với anh nữa, tôi đi liền. Hết sức rồi. Ngốc ơi, Ngốc ơi, mày cho bà hỏi coi vợ mày đi đâu vậy Ngốc? Nó nói còn ngốc quá, nó về nhà cha mẹ ruột nó luôn rồi. Trời ơi, còn ngốc thiệt á. Con mà để con bé lớn á về bên nhà của ông Côn á, rồi ổng to nhỏ rồi ổng làm đám cưới với thầy khóa cho mà coi. Thầy khóa hả, ổng giàu có mà học giỏi, chữ nghĩa của ổng á hả một bụng đó. Mà ông thầy khóa hả, ổng thương con bé lớn á lâu rồi, mà ông Côn á thì ổng lại tham tiền, thế nào ổng cũng nói vô á cho con bé lớn á ưng ông thầy khóa, ổng mới vừa lòng đó. Kệ bé lớn đi, nó tham tiền thì cho nó theo thầy khóa luôn đi. Ê trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Vợ mày á đi cưới chồng khác á mà mày á hả kệ hả? Nó mà đi á hả là mày mất vợ luôn á. Mất vợ là đi luôn không về hả bà? Chứ còn gì nữa. Con không chịu mất vợ luôn đâu. Bây giờ con làm sao hả bà? Bây giờ con ngốc, con đi ra ngoài đường đi. Người ta nói á, đi ra một ngày đàn thì học một sàng côn. Nếu như con còn thương vợ con á thì con mau đi học côn để mà chạy đi cứu vợ con đi ngốc. Hòa, thập kho, thập kho. Lo cũng chết. Thập kho, thập kho. Lo cũng chết. Thập thò, thập thò, lo cũng chết. Hay. Thập thò, lo cũng chết. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn thang. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn thang. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Thập thò, lo cũng chết. Hay quá. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Đại mộc lưu gian bất hà bố. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Hay. Thôi, cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mình về. Đừng quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Cơm rượu no sai rồi,
xin phép bạn mai lên quan sớm. Dạ xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời, mình nâng đũa. Rồi, cảm ơn con rể. Ông bà ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ người ta ăn mày làm gì vậy? Nhìn ra ngoài sân kìa. Nó tới đây làm chi vậy trời? Vô biểu. Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Ngu. Mày kêu nó vô làm gì? Hả? Đi vô làm việc. Đi. Dạ. Thập thò, thập thò. Lo cũng chết. Gì cười? Đúng là cặt ngàn nó cặt gốc. Hôm nay á, vợ của nó đi lấy chồng khác. Gì mà nó cũng vác cái mặt tới đây để mà hẳn. Mà thấy nó không biết nhục nhã là cái gì. Bởi vì ta nói tôi gả con bé lớn á cho thầy khóa đúng là sáng suốt. Bà thấy đúng không? Sáng suốt, sáng suốt. Nè, nhưng mà thằng ngốc á, nó đi qua đi lại cái kiểu này hoài á, không có ổn đâu. Đã vậy á, nó còn nói nhảm nữa. Ông nhìn kìa, đó, bà con nó đang sầm sì bàn tán gia đình mình kìa. Họ nó lét bên này nè, cái bảo vàng á, bà đang nói lét mình đó. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ mình mời thằng ngốc vô ăn tiệc luôn đi. Phải làm vậy đó, như là tỏ ra vợ chồng mình rất là lịch sự, chứ không thể nào để nó đứng ngoài được. Đi, kêu vô đi. Cơn. Dạ dạ. Mời bà con. Dạ. Dạ, xíu con. Mày đi ra mời thằng ngốc vô đây. Ăn. Mời vô đây hả ông bà? Con sắp cho ngồi ngay giữa ông bà được không? Cúi đầu xuống. Ui dạ. Ngủ. Ra biểu đó. Vô đi. Rồi á, mày nhét nó vô trong cái kia kìa. Ngồi chung với cái đám gia nhân. Mày làm sao đừng có để nó ngâm thơ, đừng có nói chuyện gì hết là được rồi. Dạ con hiểu rồi. Đi, nè. Dạ, xin mời bà con. Ngốc, ngốc. Ngốc, mày đói bụng lắm đúng không? Đó, vô đây đi, tao cho mày ăn thoải mái luôn. Bữa nay đồ ăn quá trời luôn á. Đi vô đây. Vô đây nè, vô đây. Vô đây. Tao ngồi đây hả? Muốn ăn thoải mái gì nha. Bà con mình nâng ly nha. Dạ, xin mời. Xin mời. Rớt rượu con rể. Nói gì vậy? Nói gì rể Hiền? Nó nói chuyện kiểu như vậy thì nó đâu có ngốc đâu cha. Nó ngốc mà con. Mẹ với cha không nghe nó nói cái gì sao? Ý nó nói cái gì con dịch lại cho cha nghe coi. Nó nói là thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Là sao? Vậy? Có nghĩa là mâm trên của mình có rượu, mâm dưới của nó không có rượu. Có nghĩa là nó chửi xéo mình, nó nói cha không biết lễ nghĩa đó cha. Mầm gia nhân không có rượu. Chết cha rồi em. Đâu có, còn ngồi đây mà. Không phải cha em, mà là anh. Anh đang cưới vợ của nó. Có nghĩa là anh đang lấy vợ của nó. Là anh đã sai rồi. Đó mà kiện lên quan một cái là chết cha anh. Thôi em ở lại vui vẻ nghe, anh dọn trước nghe. Để đi đâu vậy? Tiệc đang vui mà con bỏ đi đâu vậy? Cha ơi cha, thằng này nó không có khờ đâu cha. Nó khôn ngầm đó cha ơi, nó chửi con. Yên tâm đi, thằng đó nó ngốc lắm. Không có ngốc đâu cha, nó kiện Linh Quang là chết con. Thôi con chạy trước. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Trời ơi cha ơi, nó bồi nữa một câu nữa rồi kìa cha. Là cái gì nữa, con dịch ra coi. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Nó nói con bây giờ mà không chạy là chết với nó, không có cơ hội để chạy nữa đâu. Thôi con giọt trước nha. Đại ông ơi, còn sao đi cha? À cha, mẹ cái gì chết tới nơi rồi nè. Nó giả bộ ngốc nghếch thôi, chứ thật ra là nó đang bày mưu sâu kế độc gì đó. Biết đâu nó hại vợ chồng mình, nó hại gia đình mình ở tù bỏ trống thì sao? Vậy bây giờ làm sao? Làm sao tôi biết tính sao đây? Cơm rượu nó sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Hiền rể. Có chuyện gì á thì mình đóng cửa bảo nhau lên quan đi cho nó. Nè, cô bé lớn ơi. Cái cậu ngốc á, cậu không có ngốc đâu. Cậu á khôn á, và cũng nhiều chủ nghĩa lắm. Cậu á giả là bộ ngốc đó, cưỡi mà thử lòng cô đó thôi.
Nếu như mà cô còn thương chồng á, nè ông bà ơi. Dạ. Hai ông bà xe duyên lại cho đôi đẻ đi. Con à, mình là vợ chồng với nhau. Ơ không không, hai đứa con là vợ chồng với nhau thì có chuyện gì không phải mình đóng cửa, mình dạy bảo nhau chứ đừng có lo quan làm gì nghe con nha. Nói nói. Đừng lớn. Nói đi. Dạ. Anh Ngốc ơi, anh Ngốc. Ê, hả? Ngốc đâu mà Ngốc. Chồng ơi chồng. Chồng ơi, chồng tha lỗi cho vợ nha. Bây giờ chồng đưa vợ về nhà đi, vợ biết là chồng không có ngốc đâu, vợ biết mà. Thôi con cũng tha lỗi cho vợ con, rồi tha lỗi cho vợ chồng của cha mẹ. Cái gì? Cha mẹ, dù sao cha mẹ cũng già rồi. Bệnh lắm con à, cho nên lú lẫn, có làm điều gì sai á thì con bỏ qua, đừng có buồn giận cha mẹ nha, đừng có buồn giận vợ con nha. Thôi giờ nè, con... kêu một tiếng vợ đi, là coi như là con tha lỗi cho vợ con rồi. Kêu tiếng vợ cho cha mẹ mừng đi con. Kêu đi con. Kêu vợ đi con. Vợ con nè. Vợ. Vợ. Nó kêu rồi. Nó kêu rồi. Mời bà con. Rồi. Chúc mừng cho ngày vui của con gái tôi ha. Trời đất ơi, đi đứa gì kỳ cục vậy? Đôi guốc của mình đâu rồi? Guốc của mình đây rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái chân của tôi, cái guốc của tôi, cậu ơi. Ủa? Cái guốc của cậu ngoài sau lưng cậu nè. Ủa? Không thấy đường hả? Đâu có. Thấy sao không thấy? Guốc tôi để ở sau á, tôi sợ là người ta hả ăn cắp đôi guốc của tôi. Đi đâu đó? Đi đâu đó? Dạ. Đi giờ đi đâu? Tôi đi kén rễ. Chú. Hả? Chú cũng đi kén rễ đúng không? Trời đất ơi, thần kén rễ tôi già khăn, kén rễ cái gì? Mà biết cậu chưa? Tôi tính đi hỏi người ta nè. Tiện thể chú ở đây nè, chú chỉ giúp tôi đi. Tôi biết. Chú biết hả? Rồi tôi dẫn chú đi nha. Hết khỏi. Tôi trai chán gì, cần gì để ông già dẫn đi. Rồi. Chú cứ chỉ đi, tôi đi thẳng tới nơi cho chú coi. Đi theo tôi. Dạ. Chú. Gì đó? Hướng nào chú? Đây nè. Dạ. Dạ. Đường này nè cậu. Đường này nè, bên đây nè. Đi theo tôi nha. Tôi biết rồi, tôi thử chú thôi đó. Chú đi trước đi. Cha nội thông minh không thấy đường. Trời ơi, một bà đặt tài lanh. Thôi mình cũng hướng dẫn cho đi. Để tới nơi chơi chốn cho nó xong việc cho rồi chứ mà. Đi. Chú. Gì nữa? Chú già và da chú chắc khỏe quá ha. Lành dữ. Tới nhà đó, cậu vô đi, tôi đi nha. Tới rồi không? Ừ. Ông lão. Trời đất ơi, để giúp người thì giúp cho chót, đưa người ta thẳng vô bên trong luôn đi. Bỏ ngoài này, biết sao vô trong nữa. Chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ nha. Cứ tự nhiên nha. Tự nhiên nha cậu. Ủa, bà, cái cậu kia làm gì mà cứ đứng sờ soạn cái cửa nhà mình vậy? Sao giống như đứng đo cửa vậy? Đi,
cho ông già này thiệt tình để giúp người giúp nè, cho chót đi. Cậu, cậu làm gì vậy? Xin hỏi ông đây là... Trời ơi, cả làng này ai không biết ổng, ổng là bá hộ, bộ con không biết hả? Dạ, vậy là xin chào ông bá hộ. Dạ, tôi chắc chắn đây là bà bá hộ. Dạ, bà đẹp quá, trẻ nữa. Dạ, chào bà. Tôi đây là ông bá hộ, còn đây mới là bà bá hộ nè. Không phân biệt được hả? Tôi với giống bộ giống nhau lắm hả? Dạ, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, mặt ai cũng giống nhau, đẹp đều. Dạ. Nè, cậu làm gì á mà cứ đứng sờ soạn cái cửa hoài vậy? Vô không vô, ra không ra là sao hả? Dạ, cái này thú thiệt với bà, thú thiệt với ông là hả, vô đây thấy bộ cửa nhà mình đẹp quá, giống y chang bộ cửa nhà tôi vậy đó, rất là sắc sảo. Tôi kiểm tra coi chất lượng gỗ có tốt bản nhà tôi không. Vậy là nhà cậu này cũng rộng rãi, đúng thuộc rồi, thành phần khá giả. Đúng, đúng rồi đó, ông sáng láng nữa. Ừ. Dạ, ông bà tinh ý ghê. Tôi chỉ nói bộ cửa mà ông bà biết ra nhà cửa tôi như thế nào. Dạ. Thôi được rồi, đòi xong rồi. Mời cậu vô ăn với anh em đi. Dạ, dạ, chào ông bà. Dạ, vô ăn. Dạ. Ê, đậu. Trời ơi, trời ơi. Làm gì vậy, đo cột nữa hả? Gỗ tốt hả ông bà? Dạ, cậu tốt. Sao? Tò mò quá, ngồi đi. À, chào các cậu. Rất vinh hạnh khi mọi người đến đây đông đủ để dự cái hội mà cán rễ gia đình của tôi. Để nhân dịp này, tôi xin gửi tặng đến quý vị khán giả một bài hát có mang tên là... Bà. Dạ. Chưa tới, đó chờ giải lao. Bây giờ kêu con gái mình ra, cho ta coi mắt cái đã. Tôi quên. Trời ơi, tôi thấy đông đủ và tôi vui quá à. Cho nên là tôi nôn nao rồi, tôi muốn hát mà. Ta coi mắt con gái bà. Ủa bà thì bà nôn. Kêu đi. Con gái à? Mình là cũng phải cặp đồ, mở mắt to há hốc miệng, vừa cặp đồ khen ngợi cô gái này đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, mấy cậu ta đẹp, không có giống đám hàm phu tục tử, không có đam mê nhan sắc. Có lý. Mọi người ăn tự nhiên lên nha, cứ tự nhiên lên hết á, tại sao còn nhiều lắm cứ kêu lên nha. Bữa nay quý vị tới là quý lắm, tôi rất là vui. Ông thấy lạ chưa, hồi nãy giờ á thịt không ăn, ăn toàn là rau không à. Cậu ăn có ngon miệng không? Dạ cảm ơn ông bà, ông bà hào phóng quá. Đồ ăn rất là ngon. Sao tôi thấy cậu ăn rau hoài vậy? Ai chờ lát, để ngay dĩa rau trước mặt mình là mình cứ gấp được đúng một món rau. Tức thiệt. Dạ, không giấu gì ông bà, tuy gia đình tôi khá giả, nhưng mà từ nhỏ tôi đã được giáo dục là làm cái gì phải tiết kiệm, ăn uống là phải thanh đạm. Vì vậy mỗi khi mà đi ăn cỗ, tôi chọn rau để ăn cho thanh đạm. Đó, bà thấy không? Con nhà có căn cơ, ta giáo dục ăn uống cũng phải đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải giống cái đám háo ăn bên kia. Thấy rượu thịt cái tấp tấp. Tôi phải công nhận nha, từ tư cách cho tới sắc diện nha, tôi chấm đó. Có điều tôi thắc mắc một điều nè, cặp mắt không được bình thường, nói chuyện không có nhìn thẳng vào mặt mình nha. Thường thường quân tử phải nhìn mặt nhau mà nói, đằng này á ngó đâu đâu, và thỉnh thoảng ngó lên nóc nhà nữa, còn lộn tôi qua ông qua tôi nữa. Nhiều khi á nó hồi hộp quá nên lộn vậy thôi. Thôi cứ để từ từ coi sao. Mà tôi thấy con gái mình á có vẻ là thích cậu ta đó. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Nè, cậu ăn miếng thịt đi nha. Đó, mặc dầu á là quen ăn tiết kiệm rồi, nhưng mà đây á là cái món này là ngon nhất ở đây nè. Dạ. Cậu ăn đi. Dạ, cái này là nể tình bà tôi mới ăn, chứ tôi ăn món thanh đạm quen rồi. Trời ơi, ăn đi cậu, ngon lắm đó.
phải đi hướng nào đây? Đây này. Đất ơi, ông lão ơi, ông đã đưa tôi vô đây thì tại sao ông không đưa tôi về luôn đi? Giờ sao đây? Ủa cậu, sao còn đứng đây? Khách khứa tạng uống về hết rồi, cậu đứng đây làm gì vậy? Dạ, thật sự á, con đứng ở đây á là mong chờ ông bà ra để con chào trước khi về. Đó, bà thấy không, con nhà nha giáo, nói năng á thì lễ phép, ăn uống thì đàng hoàng. Nè, cậu có đồng ý làm con rể tôi không? Tôi gả cho, nếu đồng ý á về kêu mai mối tới đi. Dạ được, cảm ơn ông. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm. Lộn, bà chứ không phải ông. Dạ, ông đâu rồi bà? Ông đây nè. Vào đây. Dạ con. Nè, chào phải không? Từ từ, để tao đổi chỗ. Rồi, chào đi. Rồi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Dạ con về. Con về rồi, con kêu bà mối tới. Dạ, rồi. Ủa, đi đâu vậy? Dạ. Đi ra hướng vô trong nhà. Đi thẳng đường này mới về nè. Dạ không, con muốn gặp tiểu thơ, con chào tiểu thơ trước khi về. Trời, trời ơi. Thằng nó lễ phép quá. Thôi được rồi, con cứ về đi. Để ông vô nói lại nói cho. Đi đi con. Dạ. Đi về đi con. Đi thẳng đi con. Đi thẳng. Dạ đi thẳng. Dạ. Dạ. Khoan, mày chào hả? Khoan. Bà đổi chỗ. Rồi mày chào đi. Dạ con về. Coi chừng nha. Ê, trời ơi thằng này tội nghiệp hay bối rối không vậy đó. Kìa con gái sao nào? Con nè, con có đồng ý á thấy cậu này làm chồng không? Nếu đồng ý thì bắt gả cho con. Anh mẹ thấy á, thằng này nè tính ăn hết ở nó đều tốt hết cho con, hơn nữa sắc diện của nó lại sáng sủa nữa, con thấy thì sao, chịu không? Con đồng ý. Vậy thì hay quá. Tốt lắm. Cháo gà đi con. Ăn đi con, ăn cháo cho nó nóng. Con đang đọc cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, con đang đọc sách Thánh Hiền thưa mẹ. Hình như con cầm ngược rồi kìa con. Ngược sao coi được con? Mẹ à, người đọc sách Thánh Hiền giỏi không phải là chỉ có một cách đọc xuôi đâu mẹ. Mà những người học sâu, học rộng còn biết cách đọc ngược, đọc từ trên xuống dưới, đọc từ dưới lên trên, thậm chí đọc từ phải qua trái và từ trái qua phải nữa cơ mẹ. Độc đáo thiệt nha, con quả là một người đặc biệt đó, lần đầu tiên mẹ mới nghe vậy đó. Ôi, hay quá, con quả là tài giỏi. Nhưng mà con à, có thật mới giật được đạo. Con ăn đi con, ăn mới có sức khỏe rồi học tiếp nha ông con. Mẹ cứ để đó cho con. Chuyện ăn là chuyện nhỏ, bây giờ con phải tập trung đọc hết cuốn sách Thánh Hiền này đã mẹ. Con rể của mẹ quá là tuyệt vời. Thôi mẹ đi xuống rồi con đọc rồi con ăn nha em con. Dạ. Hơ.
hết hồn hết chía. Thôi, ngày mai không có chơi cái trò nho sĩ này nữa, dễ chết lắm. Mùi cháo gà thơm thiệt, đúng lúc mình đang đói. Ăn cái đã. Mà không được, mình phải giữ cái giá của mình chứ. Còn đói cách mấy cũng không được manh động. Cứ từ từ, đâu có mất đi đâu đâu. Công cha như núi hải sương, nghĩa mẹ như hơi nước trong. Ê, trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao mày hư quá vậy hả? Trời ơi. Ủa chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy con? Con ngồi đây mà con chó nó nhảy lên nó ăn con không có thấy hả? Sao con không đuổi nó đi vậy? Trời ơi, làm nó ăn hết đồ của con rồi đây nè. Ây da trời. Mẹ à, con sao đâu, mẹ đừng có tức giận. Con thiết nghĩ con chó là một con vật trung thành thì mình cho nó ăn một bữa tử tế cũng đâu có sao đúng không mẹ? Cứ để cho nó ăn đi mẹ. Con nhân từ thì cũng nhân từ về mức độ nào thôi. Con chó nó đâu có thức ăn riêng của nó rồi, nó làm sao mà nó ăn chung với mình được con. Thôi được rồi, để mẹ xuống mẹ làm cái khác cho con ăn nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ vâng lời mẹ. Con chó đáng kiếp. Mày có ngon mày bước lên đây lần nữa, phan cho què giò. Con rể à, mẹ múc cái khác cho con rồi đây nè. Ăn đi con, ăn cho nó nóng nha con. Dạ, con làm phiền mẹ quá. Mà lần này nhớ canh coi chừng con chó nó lên nó ăn nữa đó con. Con biết rồi mẹ. Mẹ xuống dưới bếp đây. Dạ. Tội nghiệp nó ghê vậy đó, mãi mê đọc sách mà chó nó ăn hồi nào cũng không hay nữa. Mình phải đứng dậy mình căng nó được. Cái con chú quỷ này, mày mà lên mình ăn là con đang đánh mày bổ mày luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hứa mới là đạo con. Ngon. Mày dám quay trở lại à? Được rồi, bước lên đi, tao không quấn mày. Thật con. Vợ mày vậy? Tôi chết rồi. Mình cứ tưởng là con chó nó đánh cho bỏ tức, ai ngờ đánh trúng bà mẹ vợ. Bây giờ phải làm sao đây? Mà còn tại bà, cái gì cứ sắp sắp vô hoài, rình mò gì mình. Thưa cha, con làm vậy là có lý do của con. Đồ hỗn láo, lý do gì? Lý do gì đánh bà? Dạ thưa cha, ông bà xưa ta có câu nam nữ thủ thủ bất tương thân. Tuy biết mẹ là giặc mẫu của con, nhưng đích thực mẹ cũng chỉ là phụ nữ giống như bao phụ nữ khác. Vậy mà mẹ không giữ ý giữ tứ, cứ sáp sáp vào con. Một lần con có thể bỏ qua, nhưng đằng này là lần hai, lần ba. Cho nên con không kìm lòng. Vì vậy con, với lại đúng lẽ trong gia đình vợ phải hầu hạ chồng, có lẽ nào đâu để cho mẹ vợ đi hầu hạ con rể. Thưa cha mẹ,
Tội của con là tội nóng nảy. Xin cho mẹ bỏ qua cho con. Mẹ ơi, chồng con đã giải thích rồi đó. Ờ, có lý. Đó, bà thấy không? Nó là đứa sống có phép tắc. Tôi nhìn người không sai mà. Sao á, bà vô ý quá, cái sáp sáp vô chi. Nó xảy ra chuyện như vậy. Cũng may á, nó là đứa bà đàng hoàng. Chứ gặp á, mấy đứa bà trợn á, tiêu bà rồi. Trời ơi, ông không biết gì trơn, sắp sắp cái gì. Thì tôi thấy nó học bài mệt quá. Rồi tôi thấy con gái mình mệt nhọc. Cho nên tôi cũng phụ con gái người ta. Rồi đem đồ ăn, thức uống lên cho, chăm sóc cho nó. Tôi đâu có ngờ nó nghĩ tôi vậy. Rồi cái thôi lần sau có gì con nhắc nhở mẹ. Đừng đánh mẹ nữa nghe không? Con xin lỗi mẹ. Thôi, bà vô đây. Tôi lấy dầu để sức cho. Mà quên nữa. Hả? Dạ. Có miếng ruộng trước nhà mình á, đang cần cày gấp. Mà tá điền ta bận rồi. Không thấy ngày mai con cày giùm mẹ được không? Dạ, được thưa mẹ. Mấy bữa nay con đọc sách Thánh Hiền cũng ngứa tay ngứa chân rồi. Để nó con làm cho mẹ. Chà. Giỏi, 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 giỏi. Mẹ, mẹ. Để con phụ cho. Mẹ, hồi nãy con đánh mẹ. Mẹ có đau không? Tao, bà đứng đây nè. Sao mà cứ lộn hoài, làm tao nhột quá. Thôi vô, vô, vô. Sức dầu đi. Lộn hoài. Thôi, anh ăn miếng cháo đi. Cảm ơn mình. Anh ăn đi. Lộn rồi con, ruộng nó không phải của mình, ruộng của người ta. Dạ. Anh ơi, sao lại cốt trên đất của người ta vậy? Ruộng nào còn giống ruộng nào, không làm bờ đê ngăn cách là sao phân biệt được. Phiền ghê. Mẹ vợ với vợ biết không? Tại vì con thấy ruộng bên người ta cao hơn ruộng mình, nên con tính ban lại cho bằng. Kẹo mùa mưa tới á, nước tràn qua ruộng mình, úng hết lúa. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê vậy con. Nó siêng năng ghê con ha. Chồng con biết nhìn ra sông lộng mà mẹ. Con à, cái ruộng của mình á là nằm phía sau lưng con đó. Con chỉ cần quay qua một cái là ruộng của mình đó. Dạ con biết rồi mẹ. Ruộng bên đằng sau con đúng không mẹ? Trời ơi, nó siêng ghê con ha. Cút lìa vậy đó. Thương gì đâu, quá thương quá. Mà con ơi, con điều này mẹ hơi thắc mắc con. Từ hồi nó về làm rể tới bây giờ đó con, chưa bao giờ nói chuyện nhìn thẳng hai mẹ con mình á. Khi nào nói chuyện cũng nhìn rồi đâu. Anh biết nhìn xa trông rộng mà mẹ. Thì ra là như vậy. Thôi mình về đi mẹ. Anh ơi, em để nước ở trên bờ, khi nào khác anh ra uống nha. Anh biết rồi. Em cứ để đó đi. Em về trước nha anh. Vợ à, em nhớ đưa mẹ về cẩn thận nha. Anh cuốc hết đám ruộng này anh về. Dạ. Thôi mình về đi mẹ. Mình về đi con. Mệt ghê. Vô. Ăn đi em lấy cơm. Rồi để em. Hay à. Lâu lắm mới được ngồi với con rể của ông bá hộ nha. Hay. Vô thêm hát nữa nè anh em. Mời mọi người. Vô. Vô. Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Anh á, thiệt là có phúc quá nha. Được làm rể con nhà giàu có, quyền quý như vậy nè. Đúng là ông bà bá hộ á, nhân từ thiệt đó ha. Mà ở đây á, được ở rể nữa, người ta gọi là chuột sai hổ nếp phải không? Mà ở đây
giống như là chó chui ngầm chạn đó. Anh nói như vậy á chẳng khác nào với ảnh á với chó với chuột vậy đó. Vô đây, vô đây. Yes. Chàng trai trẻ ơi, nghe ta nói nè, con đừng có giận dữ quá. Ông lão. Mà ta sẽ có cái phép cho con sáng mắt. Ông nói thiệt hả ông? Thiệt chứ. Ông có thể làm cho con sáng mắt. Đúng vậy. Dạ, con đồng ý. Trước khi mà ông làm con sáng mắt đó, ông có một cái thắc mắc này. Khi con sáng mắt ra, thì cái người đầu tiên của con muốn nhìn thấy là ai? Dạ, dạ, là vợ con. Ồ, dạ, đúng là một người chồng tốt nha. Bây giờ ông sẽ quá phép cho con sáng mắt nha. Dạ, ông làm liền đi ông. Nghiêng qua đây nè. Dạ. Qua đây chút xíu. Dạ. Nhắm mắt lại. Đừng. À. Ông lão nè, có phải là con mở mắt ra, con sẽ nhìn thấy vợ con đúng không ông? Phải. Từ từ mở mắt ra. Dạ. Con mở nha ông. Mở đi, từ từ mở mà mở. Vợ con đây sao? Trời, lộn. Cái phép của ông là tới đây thôi. Còn con muốn gặp vợ con á, con phải chạy nhanh vô nhà nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Vợ ơi. Có chừng ta. Vợ ơi. Có chừng ta. Có chừng ta. Ủa, ông đi đâu mà lâu quá vậy? Ở đây á, người ta ăn gần hết thức ăn rồi kìa. Bị gì vậy? Tôi đau bụng quá. Ăn cái gì vậy? Tôi chịu không được luôn. Anh có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, anh sao vậy? Xin mọi người tránh ra. Anh có sao không? Anh lại va vào đông đó hả? Khổ thân chồng tôi không? Vợ của tôi đây sao? Em thật là hiền lành, dễ thương và đáng yêu, giống như là anh đã hằng nghĩ vậy đó. Anh đã nghĩ về em như vậy sao? mà không phải, anh không cần nghĩ nữa. Mà bây giờ anh đã thấy trước mắt anh, đó là sự thật rồi. Em đã nghĩ tới đây khi anh nhìn em. Em nói vậy là sao? Không lẽ em đã biết anh